Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 139. Trong mắt nàng ta chứa đầy lo lắng, nàng ta đi qua đi lại trong nhà lao, bị nhốt ở đây lâu như vậy, lòng của nàng ta chưa từng hỗn loạn như lúc này. Nguyệt Vi Vi đừng dối, sẽ có cách thôi, người chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nhất ca ca không thể chết trên con đường thông thiên, huynh ấy đã tỏa sáng ở Côn Luân, huynh ấy còn chưa từng nhìn thấy vùng đại thế kia, còn rất nhiều việc phải làm. Chấm. Phía trên nhà lao, một sân vườn trăm hoa đua nở. Thiên Càn và Huyền Long giới tử nhìn thấy giới tử thần u mặt mày rạng rỡ đầy ý cười bước ra. Xem ra trong lòng ngươi đã có kế hoạch, giới tử Thiên Càn khẽ cười. Giới tử thần u nói bằng giọng hờ hững, loại phụ nữ này chưa biết mùi đời nhiều, mặc kệ nàng ta có lai lịch bất phàm ra sao. Chỉ cần tìm được điểm yếu là có cách để khiến nàng ta phải thần phục, đợi đến sau khi Lâm Nhất chết, có không thiếu các thủ đoạn để khiến nàng ta quên đi người này, dù gì cũng chỉ là một kẻ ti tiện dưới hạ giới. Chúng ta vừa nhận được tin tức khá thú vị, giới tử Huyền Long nói, có người trong thành tứ tượng, giúp Lâm Nhất mua đan huyết diễm và chân long thánh dịch, số lượng còn không ít. Giới tử thần u chẳng quan tâm, lạnh lùng cười nói, để cho hắn tự giày vò đi, nếu như loại kiến hôi này quá yếu đuối, trò chơi cũng quá là vô vị. Ta muốn để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự, trên con đường thông thiên mà đấu với ta, thì sẽ chẳng có con đường sống. Cách đại hội giết yêu chỉ còn lại 10 ngày, Lâm Nhất đang bế quan, trong thành tứ tượng lại nổi lên sóng gió. Rất nhiều người thậm chí đã đi đến thành Phong Lăng trước, không nghi ngờ gì, đây sẽ là một trận sóng gió cực lớn. Trước cuộc chiến cuối cùng trên con đường thông thiên, trò chơi quy mô lớn này sẽ được diễn ra trong thành Phong Lăng, không có ai muốn bỏ lỡ màn kịch này. Một người là Hắc Mã Nghịch Thiên mới nổi trên con đường thông thiên, kiếm đạo kỳ tài Lâm Nhất. Còn một bên là ba giới tử bắt tay nhau bày ra sát trận chờ người kia nhảy vào. Bất luận nhìn thế nào thì đây cũng là một trận chiến không cân sức, khả năng giành chiến thắng của Lâm Nhất vô cùng nhỏ. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối cho hắn, người bình thường đều nhìn ra được âm mưu của ba giới tử này. Lâm Nhất mà đi thì chỉ có con đường chết, nhưng nếu không đi thì sẽ sinh ra ma chướng, hóa thành tâm kiếp, trên con đường võ đạo sẽ dừng bước tại đây, đối với một thiên tài như Lâm Nhất mà nói còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng bọn họ vẫn muốn đi thành Phong Lăng, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến sự suy tàn của một truyền kỳ. Chẳng qua cũng có rất nhiều người không có hứng, dù gì nếu Lâm Nhất mà đi thành Phong Lăng chắc chắn chỉ có chết, không đi mặc dù cũng sẽ khó chịu. Nhưng chưa chắc đã không có con đường sống. Trốn trong thành tứ tượng này, đám giới tử cũng chẳng làm gì được Lâm Nhất. Bọn họ đoán Lâm Nhất sẽ có khả năng trốn luôn ở đây, đợi đến khi nào con đường thông thiên kết thúc, đối mặt với sinh tử, không phải là việc mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thẳng vào bổn tâm của mình. Đây là lựa chọn vô cùng bình thường, thay đổi lập trường mà nghĩ, chẳng có ai sẽ vì vậy mà đi cười nhạo Lâm Nhất. Ở một sân viện bên trong thành, Lâm Nhất đang bế quan, không hề biết gì về chuyện này, hắn cũng lười đi quan tâm đến những chuyện như vậy. Hắn đang luyện hóa chân long thánh dịch, loại thánh dịch này lấy máu chân long làm thuốc chính, lại thêm có thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, đối với việc tu luyện thương long thánh thiên quyết có tác dụng thúc đẩy rất lớn. La Trấn giúp hắn mua được 17 giọt chân long thánh dịch, Lâm Nhất một lèo nuốt hết 10 giọt. Hắn không hề sơ ý, mà là trước khi luyện hóa đan huyết diễm. Trong quá trình tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền, cùng đồng thời có hiệu quả chui rèn nhục thân. Mặc dù nói chỉ là tôi luyện huyết khí, nhưng huyết khí bản thân nó chính là một phần quan trọng của nhục thân, huyết khí mạnh, nhục thân chắc chắn sẽ không yếu. Long khí giạt rào vô tận vấn vít quanh người Lâm Nhất, cuồng phong sấm rền khiến đất trời mất đi màu sắc, phương pháp tu luyện của Thương Long Thánh Thiên Quyết dùng tốc độ không thể tưởng tượng được mà tăng tiến. Một giọt chân long thánh dịch đã đủ để giúp cho Lâm Nhất tiết kiệm được 2 tháng thời gian. Luyện hóa 10 giọt chân long thánh dịch này có thể giảm bớt cho Lâm Nhất gần 2 năm tu luyện, đây là tiến độ cực kỳ khoa trương. Rắc, rắc, rắc. Dường như mỗi giây mỗi phút, xương cốt bên trong cơ thể Lâm Nhất đều phát ra tiếng nổ, liên miên không dứt, tựa như tiếng sấm trên trời. Đây là nhục thân của hắn đang thoái biến, dưới sức ảnh hưởng của chân long thánh dịch. Từ trong ra ngoài đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, Lâm Nhất phát hiện ra một số bí mật của bảo cốt Thương Long.
theo đà tăng tiến của Thương Long Thánh Thiên Quyết, thần văn in trên bảo cốt Thương Long cũng phóng thích ra một chút ánh sáng. Ánh sáng của thần văn bao bọc lấy bảo cốt Thương Long, giống như một bức màn, phòng ấn bảo cốt Thương Long. Khi ánh sáng thần văn dần tiêu tan đi, chân thân của bảo cốt Thương Long dần dần hiện ra, Lâm Nhất có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sức sống và sức mạnh của Thương Long bên trong bảo cốt nhiều đến mức khoa trương. Sức mạnh của bảo cốt Thương Long quá mạnh, nếu thực sự phóng thích ra toàn bộ trong một lúc, với tu vi hiện tại của hắn sợ là sẽ phát nổ mất. Đồng thời đây cũng là một loại bảo vệ, nếu như có người muốn lấy đi bảo cốt Thương Long của hắn, cũng sẽ bị thần văn nguyên vẹn kia gây thương tích. Lúc ban đầu Vũ Hạo Thiên bị ma linh thao túng, cũng là vì muốn ăn trộm bảo cốt Thương Long của Lâm Nhất, nên mới bị thiệt như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn nhìn kỹ lại, ánh sáng thần văn xung quanh bảo cốt Thương Long tổng cộng có 10 tầng, tương đương với 10 tầng phong ấn. Mỗi tầng phong ấn là một tầng mạnh hơn so với tầng trước. Sau khi gỡ bỏ một tầng phong ấn, thì sẽ thu hoạch được một số sức mạnh của bảo cốt Thương Long, sau khi mở đến tầng thứ 10 thì sẽ thu hoạch được sức mạnh cốt lõi của nó. Chủ của Thương Long đã sắp xếp như vậy, là để hắn từ từ mở theo thứ tự, từng bước một chống chế được bảo cốt Thương Long. Thương Long Thánh Thiên Quyết vừa hay có 10 tầng, cũng tức là mỗi khi đột phá được một tầng, thì sẽ mở ra được phong ấn, đạt được một phần sức mạnh của bảo cốt Thương Long. Thương Long Thánh Thiên Quyết của ta bây giờ chỉ là tầng thứ nhất, cũng tức là nói phải thăng cấp lên tầng thứ hai, mới có thể mở được sức mạnh bị phong ấn của tầng thứ nhất. Chỉ là không biết, 10 giọt chân Long Thánh Dịch này có đủ dùng không? Lòng Lâm Nhất thầm giác ngộ. Nửa canh giờ sau, một giọt chân Long Thánh Dịch đã hoàn toàn được luyện hóa, phong ấn của tầng thứ hai đã bị nới lỏng ra rất nhiều. Hai canh giờ sau, ba giọt chân Long Thánh Dịch đã được luyện hóa, phong ấn lại lần nữa vỡ nát, trong bảo cốt Thương Long có tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó tốc độ luyện hóa đã dần chậm lại, Lâm Nhất cũng không vội, chân Long Thánh Dịch có bao hàm sức mạnh rất dũng mãnh, chỉ hơi lơ là thôi là sẽ bị phản phệ. Một lần luyện hóa 10 giọt, đã là giới hạn. Không cần phải vì vội mà đi mạo hiểm. Lại trôi qua nửa ngày nữa, 10 giọt chân Long Thánh Dịch mới hoàn toàn bị Lâm Nhất luyện hóa hết. Vào lúc khi luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được Thương Long Thánh Thiên Quyết đã phá được một nút thắt nào đó. Khí lực vô tận trào lên trong cơ thể, Long Văn tím vàng trên cơ thể đã nhiều thêm 6 hàng, đạt đến tổng số 15 hàng. Long Văn màu tím vàng đã có 15 hàng rồi, vậy ngưng tụ Thánh Giáp Thương Long. Còn cả Thương Long bí thuật nữa, uy lực chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Lâm Nhất hai mắt khép hờ, có lòng muốn thử. Thần Giáp Thương Long. Tâm niệm vừa hiện lên, Thánh Giáp Thương Long được tế ra trước, 15 hàng Long Văn tím vàng bắt đầu chuyển động, chớp mắt đã hóa thành một Thánh Giáp bao bọc xung quanh cơ thể Lâm Nhất. So với lúc trước, Thánh Giáp Thương Long này rõ ràng đã chắc chắn hơn rất nhiều, bề mặt của Thánh Giáp có 15 luồng ánh sáng chuyển động. Giống như từng tầng long ảnh đang vây quanh hắn. Bây giờ muốn làm tổn thương Lâm Nhất, thì phải đánh vỡ hết 15 luồng long ảnh này, sau đó đâm xuyên qua Thánh Giáp mới có thể làm được. Có bản lĩnh này, năng lực bảo vệ của Lâm Nhất đã tăng lên rất nhiều. Lâm Nhất cũng ngạc nhiên mà phát hiện ra, khi long ảnh dịch chuyển sẽ sinh ra một luồng khí lưu, nếu như đối phương không thể đánh vỡ được 15 luồng long ảnh, thì sức mạnh sẽ bị phản phệ bật trở lại người tấn công. Vậy cũng là một đòn sát thủ rồi, có thể công cũng có thể thủ. Lâm Nhất lộ vẻ hài lòng, sau khi tán đi Thánh Giáp Thương Long, hắn liền thúc giục 15 sợi long văn tím vàng hội tụ ở lòng bàn tay phải. Móng vuốt Thương Long. Hắn quát nhẹ một tiếng, theo đó, 15 sợi long văn lập tức chuyển động trong lòng bàn tay hắn, thoáng chốc đã hóa thành một vòng xoáy phong lôi khủng bố. Bành. Lâm Nhất đánh ra một chảo. Một tòa lầu cao ở cách đó hơn ngàn mét đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất, rơi vào lòng bàn tay hắn. Thời điểm bị nhấc lên, tòa lầu kia liền sụp đổ và không ngừng tan rã, cho đến khi nằm trọn trong lòng bàn tay Lâm Nhất, cả một tòa lầu đã biến mất một cách vô cùng quái dị. Cũng như một kiếm mà trước đó Lâm Nhất đâm ra, dường như bị Thương Long chi chủ chộp lấy, vô cùng quái dị, mạnh đến mức cực kỳ khoa trương. Vù vù. Lâm Nhất mở bàn tay ra. Vô số hạt cát tuôn xuống, rồi nhanh chóng bị cuồng phong thổi đi. Nhìn cát vàng bị gió thổi tan, Lâm Nhất thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một chút phong thái của Thương Long chi chủ rồi.
thăng cấp đến Thương Long Thánh Thiên Quyết tầng 2, Thánh Giáp Thương Long cùng móng vuốt Thương Long cũng tiến bộ như trong dự liệu. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh một cách lạ kỳ, trong lúc đó, bảo cốt trước ngực hắn lại run lên từng hồi. Đến rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sắc bén, lực lượng cuối cùng phong ấn trên bảo cốt Thương Long tầng 1 đang từ từ biến mất. Tầng 1 đối tầng 1, khi Lâm Nhất đánh vỡ gông cùm của Thương Long Thánh Thiên Quyết tầng 1, thì phong ấn tầng 1 trên bảo cốt Thương Long cũng theo đó mà tán đi. Oanh! Khi phong ấn hoàn toàn bị nghiền nát, một luồng long nguyên cổ xưa từ trong bảo cốt ào ào tuôn ra. Đó chính là long nguyên cô đọng khi Thương Long còn sống, tương đồng với chân nguyên của võ giả, chỉ có điều, nơi mà chân nguyên Thương Long cô đọng bao la hơn nhiều. Lực lượng hùng hậu lan tràn toàn thân, cơ thể Lâm Nhất bắt đầu mất khống chế, tóc dài điên cuồng nhảy múa, hai tay giang ra. Bình chướng thiên phách tầng 3 dễ dàng nổ nát dưới sự tác động của long nguyên. Tu vi của Lâm Nhất trực tiếng thăng cấp lên thiên phách tầng 4, một khí hải mới nhanh chóng mở ra tại khiếu huyệt tiên thiên trong cơ thể. Quả thật bá đạo, hoàn toàn không cho Lâm Nhất có thời gian phản ứng. Ầm ầm. Sấm chớp hội tụ trên đỉnh đầu hắn, giữa tầng mây nặng nề thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp chói mắt. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kiêng kỵ, đó chính là hoa tinh ma, vật ấy gần như trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Cảm giác sợ hãi đối với nó đã khắc vào xương tủy rồi. Cũng tốt, có phần long nguyên này chống đỡ, có lẽ ta sẽ không chết ở trong đó. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn muốn vượt qua nỗi sợ này, nói không chừng lần này có thể thử gieo một đóa hoa tinh ma trong khí hải. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng chưa hẳn là không thể. Lần độ kiếp hôm nay so với khi ở trong điện Thương Long, hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng võ học thánh linh cũng đã khiến hắn thoát thai hoán cốt, chớ đừng nói đến kiếm ý thông thiên hiện cũng đã đến đại thành, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, thiên nhân hợp nhất. Oanh! Ngay tại khoảnh khắc đó, hơn trăm đóa hoa tinh ma từ trên trời rơi xuống, mỗi một đóa đều cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức làm sao động lòng người. Nhưng mỗi một đóa đều mang theo nguy hiểm chí mạng, dù hiện tại thực lực của Lâm Nhất tăng mạnh, nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ đối kháng với chúng. Hắn phải dùng đủ loại thủ đoạn để làm suy yếu lực lượng của hoa tinh ma, rồi mới cắn nuốt và luyện hóa chúng, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng chút một. Muốn gieo nó vào khí hải càng là hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ khiến khí hải bị nổ nát, khiến tu vi của Lâm Nhất trực tiếp bị giáng cấp. Đến đây đi! Lâm Nhất nghiêm mặt, Thánh Linh Kim Ô và Thánh Linh Ngân Hoàng đồng thời bay ra khỏi cơ thể hắn, vọt về phía hoa tinh ma từ vòm trời rơi xuống. Ở nơi sâu trong mắt, duệ khí bùng lên, kiếm ý thông thiên sẵn sàng chờ phát động. 15 sợi long văn tím vàng cũng bắt đầu chuyển động, Thánh Giáp Thương Long xuất hiện, hào quang bùng lên, long ảnh xếp chồng lên nhau. Hắn như lâm phải đại địch, ngoại trừ võ hồn, tất cả thủ đoạn còn lại đều được thi triển. Thời điểm Lâm Nhất đang độ kiếp với tâm thái hoang mang hồi hộp, thì ngựa huyết long cũng khẩn trương độ kiếp. Thiên tài địa bảo giấu trong túi chữ vật bị nó ăn sạch, số đan dược mà Lâm Nhất không dùng đến cũng bị nó nuốt trọn. Nó đang tu luyện Thái Cổ Long Nguyên Quyết mà Nguyệt Phi Vi ban cho, đây là môn công pháp chí thánh của yêu tộc có lai lịch cực kỳ bất phàm. Nó đã tu luyện đến giai đoạn mấu chốt, một khi vượt qua ải này, sẽ có sự biến đổi về chất, có thể thi triển ra Thái Cổ Long Viên biến. Một người một mèo đều đang cố gắng. Đều đối mặt với nguy hiểm cực lớn để giành lấy một chút thành tựu ở khoảng thời gian cuối cùng. Chỉ vì lời hứa hẹn dưới trăng, huynh đệ đồng lòng. 3 ngày sau, tại Linh Hồ ở quảng trường trung tâm thành Tứ Tượng, Bảo Kính Thông Thiên thoáng xuất hiện một cái tên mới. Trận chung kết sắp đến gần, trong thành Tứ Tượng hội tụ các lộ anh hào, yêu nghiệt khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Danh tự trên bảng Thông Thiên gần như mỗi ngày một thay đổi, thêm một cái tên cũng tựa như một hạt cát rơi xuống biển. Không thể gợi lên một cơn sóng, thậm chí còn không tạo nổi một chút bọt nước. Nhưng cái tên này, có chút khác biệt. Lâm Nhất, hạng 10 tử bảng. Đây là một thành tích khá chói mắt, lần đầu xông vào bảng mà đã thăng đến vị trí thứ 10 trên tử bảng, dù là phóng mắt khắp thiên lộ thì cũng là một vinh dự lớn lao, khiến người người chú mục. Nhưng người này lại là Lâm Nhất thì, có chút quái dị. Ai cũng biết trước đó Lâm Nhất đã đánh bại Hạ Thiên Phàm. Cho đến bây giờ, hắn ta vẫn đang quỳ ở quảng trường, không ai dám động đến. Hẳn là xếp hạng của Lâm Nhất phải rất cao mới đúng,
thậm chí có xông vào kim bảng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Nên biết, trước đó Hạ Thiên Phàm đã xếp hạng thứ 9 trên tử bảng, tuy nói bảng thông thiên biến đổi mỗi ngày, từng giây từng phút đều có yêu nghiệt mới ra đời, đẩy thứ hạng của người trước xuống, khiến cho sức nặng của thứ hạng trên bảng thông thiên không ngừng tăng lên. Nhưng xếp hạng gần thứ 9 vẫn khiến người ta khó mà chấp nhận nổi, thứ hạng này thật sự có hơi thấp. Sau đại hội sát yêu, thành tứ tượng ắt sẽ phong vân biến ảo, thậm chí, có nhiều người sáng tạo ra thần thoại, một bước lên mây, trực tiếp tiến vào kim bảng. Cảnh tượng đó vô cùng rúng động, nhưng cũng không quá mức kỳ quái. Trận chung kết đang đến gần, chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu nghiệt ra đời, bọn họ tích xúc lâu dày, một thoáng bộc phát, ngang trời xuất thế, chắc chắn nơi cuối thiên lộ sẽ là một hồi quần hùng tranh phong. Có người suy đoán có thể Lâm Nhất độ kiếp quá sớm và vội vàng, không cách nào tích xúc đủ dày để bộc phát. Việc này rất có khả năng, tam đại giới tử chỉ cho hắn có nửa tháng, muốn đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên sẽ khiến tích lũy của bản thân giảm xuống nghiêm trọng. Yêu nghiệt càng có nội tình thâm hậu thì khi đột phá thiên thách tầng 3 sẽ càng thận trọng. Cũng có người suy đoán, có thể Lâm Nhất chỉ đến đó, chỉ có bấy nhiêu thiên phú mà thôi. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn rất mạnh, có 102 trên thiên lộ, nhưng chỉ thế, kiếm đạo cũng không phải toàn bộ thực lực võ đạo. Thậm chí có người đoán, rất có thể Lâm Nhất quá nóng vội nên nhập ma, độ kiếp thất bại, mới dẫn đến cảnh giới thấp như vậy. Bất kể thế nào, cái tên Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện trên tử bảng cũng khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Bọn họ cảm khái thủ đoạn của tam đại giới tử, quả thật, giới tử có đủ bản lĩnh để dễ dàng phá hủy một yêu nghiệt có cơ hội tiến vào kim bảng. Đấy là còn chưa gặp mặt, đợi đến khi chính thức giao đấu, e rằng đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhưng cũng có rất nhiều yêu nghiệt kim bảng không phục, tên họ được đề trên bảng vàng, là xếp hạng sánh ngang với giới tử, vốn nên được mọi người chú ý, vạn chúng kính ngưỡng, vậy mà giờ trong thành tứ tượng lại chỉ bàn về Lâm Nhất, trái lại, chẳng ai để tâm đến bọn họ. Một tên yêu nghiệt quá sốc nổi mà thôi, vậy mà danh tiếng lại có thể áp đảo chúng ta. Hừ, chém giết chiến tướng thôi mà, với thực lực của chúng ta, có ai mà không nghiền áp chiến tướng dễ dàng được đâu chứ. Chẳng qua chúng ta không muốn kết thù với chiến giới mà thôi, đấy là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Hạng 10 tử bảng chính là thực lực chân chính của hắn, chẳng qua là hắn đã làm một vài việc ngu xuẩn, đắc tội với giới tử, có gì đâu mà được tán thưởng lớn như vậy chứ. Bọn họ tề tụ cùng một chỗ, tất cả đều lộ vẻ khó coi. Hai ngày sau, trong thành Phong Lăng lan truyền một tin tức vô cùng dọa người. Đại hội sát yêu sẽ cử hành trước 3 ngày, đồng thời, giới tử cũng nói rằng, nếu ai có thể bắt được Lâm Nhất, bọn họ sẽ cho kẻ đó vị trí chiến tướng kèm một lời hứa hẹn. Một hứa hẹn sau khi giáng xuống Côn Luân, chỉ cần thế gia thánh giả có thể làm được, bất kể là hứa hẹn gì cũng được đáp ứng. Tin này vừa truyền ra, toàn bộ thiên lộ đều rúng động. Quả thật đáng kinh ngạc, lời hứa hẹn từ thế gia thánh giả thật sự khiến vô số người động lòng. Trên thiên lộ, mọi người đã phải trải qua cửu tử nhất sinh chỉ để giáng xuống Côn Luân, nhưng đại thế Côn Luân rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn đến nhường nào cơ chứ, nếu không có chỗ dựa, thì dù có là tông phái siêu cấp, cùng lắm chỉ là một đệ tử ở tầng dưới chót mà thôi. Nhưng nếu có thể giao hảo với thế gia thánh giả, trở thành chiến tướng của giới tử, tất cả liền trở nên khác biệt. Nói không chừng ở đại thế Côn Luân vẫn có thể đứng trên cao như cũ, không cần phải vùng dậy từ tầng dưới chót. Hấp dẫn này quá lớn, cái giá mà tam đại giới tử ra đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Còn có tin đồn rằng, nhóm giới tử vô cùng tức giận đối với Lâm Nhất, đặc biệt là việc hắn khiến Hạ Thiên Phàm quỳ giữa quảng trường đã hoàn toàn chọc giận tam đại giới tử. Tam đại giới tử dự đoán rằng hắn nhất định sẽ đến thành Phong Lăng, nhưng bọn họ không muốn để hắn thuận lợi vào thành, mà muốn hắn phải nhận hết mọi sự lăng nhục khi tiến vào thành. Bọn họ muốn hắn bò mà vào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra việc đại hội sát yêu cử hành sớm 2 ngày chính là vì trêu tức Lâm Nhất, muốn khiến hắn tự loạn trận cước. Đây cũng là một dương mưu. Biết chắc đối phương không có ý tốt, muốn quấy rầy tiết tấu của mình, nhưng lại khó có thể ứng phó được. Thủ đoạn của nhóm giới tử tầng tầng lớp lớp khiến nhiều người cảm thấy rất vô lực. Quá âm hiểm, vốn là không cách nào đấu với nhóm giới tử được. Sớm 2 ngày đã đủ quá đáng rồi.
nếu Lâm Nhất đang bế quan mà biết được tin này, nói không chừng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Đó còn chưa phải điểm chết người, gần đây trong thành tứ tượng phong vân biến ảo, có không ít yêu nghiệt tích xúc lâu dày bộc phát, xuất thế ngang trời. Mỗi ngày thứ hạng trên bảng thông thiên đều biến đổi, thậm chí liên tục có người phá vỡ thần thoại, một bước lên mây, tiến thẳng vào kim bảng. Kim bảng, nhưng người này chưa hẳn không động lòng trước hứa hẹn của giới tử. E rằng những việc này đều đã nằm trong dự liệu của giới tử, bọn họ khống chế toàn cục, còn chưa đối mặt mà đã có thể đùa bỡn Lâm Nhất trong lòng bàn tay chỉ với vài câu nói. Sợ là Lâm Nhất sẽ chết rất khó coi. Mạch nước ngầm trong thành tứ tượng sôi trào, tất cả mọi người đều chú tâm vào vở tuồng đại hội sát yêu và Lâm Nhất, cũng như thủ đoạn của tam đại giới tử, khắp nơi đều đang bàn tán xôn xao. Đối mặt với đủ loại thủ đoạn, không ai cho rằng Lâm Nhất có khả năng chiến thắng giới tử, thậm chí ngay cả việc đi đến thành Phong Lăng, e rằng cũng khó mà thực hiện được. Việc này không phải không thể, vì nhóm giới tử đã đánh tiếng rồi, bọn họ muốn hắn bỏ vào thành như một con chó. Bày ra dáng vẻ thê thảm như chó ở trước mặt nữ nhân mà mình để tâm nhất, việc này quả thật là nỗi nhục nhã lớn nhất thế gian. Nghe đồn rằng loại suy nghĩ ác độc bực này là do chính giới tử thần U nói ra. Không ai dám nói thêm gì nữa, bởi lẽ ở trên thiên lộ, giới tử vốn là cấm kỵ và là thần thoại. Nếu không có Lâm Nhất xuất hiện, có lẽ những chiến tướng kia sẽ không chút kiêng nể gì mà nhục nhã hết thảy quần hùng trên thiên lộ. Dù ngươi có năng lực phản kháng thì cũng phải nuốt hận mà chịu đựng. Trên thiên lộ chỉ có Lâm Nhất là dám phá vỡ thần thoại về mười phương chiến giới. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Dường như mọi người đều tưởng tượng ra được cảnh tượng Lâm Nhất vô cùng chật vật trước cửa thành Phong Lăng, dưới ánh nhìn của nhân tài kiệt xuất vạn giới, hắn sẽ nhận hết mọi sự lăng nhục. Giờ phút này, Lâm Nhất vừa độ kiếp thành công không bao lâu, hắn còn đang luyện kiếm. Dựa vào một phần long nguyên trong bảo cốt thương long, còn có rất nhiều thủ đoạn từ võ học thánh linh, hắn đã hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn lần này. Ở mỗi khí hải trong tứ đại khí hải cũng gieo xuống hai hạt giống hoa tinh ma. Trải qua quá trình luyện hóa của long nguyên, chân nguyên trong khí hải vốn đã mạnh hơn thường nhân rất nhiều, giờ có thêm hai đóa hoa tinh ma trấn áp, lại càng mạnh đến mức khó tưởng. Tu vi của hắn tuy không cao, nhưng chân nguyên lại có chất lượng, thuộc hàng có 102 trong cùng thế hệ. Với những người khác, phải sau thiên phách tầng 6 mới dám luyện hóa và hàng phục hoa tinh ma, ngay cả nhóm giới tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Lâm Nhất chỉ mới đến thiên phách tầng 4 đã gieo xuống 8 đóa hoa tinh ma, đây là cảnh giới mà thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi. Vẫn chưa đủ. Cách đại hội sát yêu chỉ còn 5 ngày, Lâm Nhất không dám ngơi nghỉ dù chỉ là một khắc. Hắn cầm kiếm táng hoa trong tay, không ngừng diễn luyện Trảm Thiên Tam Kiếm. Đây cũng không phải Trảm Thiên Tam Kiếm đơn thuần, mà đã được hắn dung nhập uy lực của hai đại thánh linh, vận dụng áo nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Quyền vào đó. Mỗi một thức trong Trảm Thiên Tam Kiếm đều cực kỳ đáng sợ, nhưng đều được Lâm Nhất tu luyện đến hóa cảnh trong truyền thuyết, đạt đến cảnh giới khó tưởng, sau đó còn được gia trì thêm kiếm ý thông thiên. Phóng mắt trên khắp thiên lộ, hiện tại không có ai vượt trội hơn hắn về tạo nghệ kiếm pháp. Giờ lại dung nhập thêm uy lực của thánh linh, hiển nhiên uy lực của kiếm pháp sẽ có bước nhảy vọt. Đặc biệt là kiếm thứ ba, Nhật Nguyệt, đây là đòn sát thủ chưa từng trải qua thực chiến, đồng thời của là kiếm mạnh nhất trong Trảm Thiên Tam Kiếm. Kiếm này vốn có chỗ thiếu hụt, bởi lẽ trước kia Lâm Nhất chỉ hiểu được tạo nghệ kim ô, không cách nào khiến cho Nhật Huyệt chính thức đồng huy. Nhưng bây giờ, đó không còn là vấn đề nữa, dưới sự bổ sung của Nhật Nguyệt song linh, kiếm này không chỉ vô cấu. Không hề có bất kỳ một khuyết điểm nào, mà trái lại còn đạt đến cảnh giới càng thêm cao thâm. Sau khi độ kiếp, Lâm Nhất liên tục luyện kiếm, hắn đang tập quen với uy năng của một kiếm này. BOANG Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, hướng mắt về phía cửa. Có người đến. Là ba người La Chấn, sau khi được Lâm Nhất cho phép, bọn họ đã có thể tự do ra vào nơi đây. Ba người lo lắng đi vào. Sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, khi phát hiện Lâm Nhất đang nhìn mình, cả ba vốn muốn nở một nụ cười, nhưng quả thật rất khó, bọn họ đã thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Ba người họ thật sự cười không nổi. Lâm Nhất, việc lớn không tốt rồi, La Chấn cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Lâm Nhất nhướng mày, hắn có cảm giác bất an nên cũng nhanh đáp lời, cứ nói đi.
La Trấn vốn nghĩ đi thẳng vào vấn đề, nhưng lời đến bên miệng lại khó mà nói ra được. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới nói, đại hội sát yêu sẽ tổ chức sớm 2 ngày. Sắc mặt Lâm Nhất kịch biến, vậy thì hắn chỉ còn 3 ngày mà thôi, muốn từ thành tứ tượng chạy đến thành Phong Lăng quả thật rất gấp gáp. E rằng không chỉ có thế, sắc mặt Lâm Nhất âm u khó đoán, hắn nghiến răng nói. La Trấn nói ra việc giới tử treo thưởng cho Lâm Nhất nghe, cùng với đó là hứa hẹn của thế gia thánh giả. Thủ bút quả thật không phải lớn bình thường. Nhưng hắn ta vẫn còn ngập ngừng, dường như còn điều gì đó. Mặt Lâm Nhất tối sầm, đám người này đúng là lắm thủ đoạn, hắn trầm giọng nói, còn gì nữa. La Trấn hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía Lâm Nhất và nói, đây là tin mới nhất, nhưng có thể đó chỉ là lời đồn mà thôi. Giới tử thần U đích thân nói rằng, nếu huynh đến muộn một ngày, hắn ta sẽ cởi một món đồ trên người Nguyệt Vi Vi xuống. Nếu huynh không xuất hiện, hắn ta sẽ cởi sạch quần áo của nàng ấy. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng chốc thay đổi, mặt hắn đen kịt, ánh mắt như có điện, sát ý sôi trào. Dù hắn biết đây chỉ là thủ đoạn của giới tử, hòng quấy nhiễu tâm tư hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào không chế được lửa giận bùng lên trong lòng. Quá đáng! Thật sự quá đáng. Vô sỉ. Lâm Nhất vô cùng tức giận, nghiến răng nói. Muốn ta chết sớm như vậy sao? Bọn chúng cứ thế chắc chắn ta sẽ chết à? Ép ta xuất hiện, được, ta sẽ như các ngươi mong muốn. Mặt trời ngày càng lên cao, nắng nóng như thiêu đốt. Trên đường phố của thành tứ tượng, Lâm Nhất chạy như điên, hắn đang chạy ra ngoài thành, tóc dài bị gió tốc ngược lên, thân như lợi kiếm đâm thủng trời cao. Lâm Nhất ra rồi. Rất nhiều người đang để mắt đến Lâm Nhất, nên khi hắn và ngựa huyết long vừa ra khỏi sân, mọi người lập tức bị hấp dẫn. Xem ra hắn đã biết được thủ đoạn của tam đại giới tử, đại hội sát yêu tiến hành sớm 2 ngày khiến lòng hắn rối loạn, không biết hắn có đến thành Phong Lăng kịp không nữa. Tin tức đột ngột truyền đến chắc chắn sẽ quấy rầy tiến độ của Lâm Nhất, đặc biệt là một vài lời đồn cực kỳ khó nghe có thể khiến tâm trí một người bị nhiễu loạn. Mọi người đều đang lo lắng cho Lâm Nhất, sợ rằng hắn sẽ không đến được thành Phong Lăng. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, có rất nhiều bóng người âm thầm truy đuổi hắn, bọn họ theo sát phía sau, ánh mắt có hơi bất thiện. Trong số đó, có thám tử chiến giới, cũng có yêu nghiệt vừa quật khởi, những người này đều không phục Lâm Nhất. Oanh! Vừa ra khỏi cửa thành, một quyền mang bỗng hóa thành mưa lửa vô biên vô tận, từ trên trời giáng xuống. Quyền ảnh đầy trời, ánh lửa rực sáng, chúng mang theo uy lực cực kỳ đáng sợ tựa như sao băng rạch nát chân trời, mỗi một quyền đều có uy năng long trời lở đất, đánh úp về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất phung tay lên, mưa lửa đầy trời bị kiếm khí sắc bén cắt nát một cách dễ dàng, những thứ này không hề tạo thành trở ngại đối với hắn. Công tử Táng Hoa, có gì mà phải gấp gáp thế? Một tiếng cười nhạo vang lên, đó là một thanh niên mặc đồ tím. Hắn ta đã ra tay cản đường Lâm Nhất. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, đại hội sát yêu sẽ tổ chức sớm 2 ngày, đồng thời, giới tử thần U còn nói rằng nếu hắn đến muộn, hắn ta sẽ làm nhục Nguyệt Vi Vi ngay trước mặt mọi người, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết, vậy mà tên này còn cố hỏi, đúng là lòng dạ hiểm độc, đáng chết. Cút! Lâm Nhất phát ra một chữ ngắn gọn, giọng hắn lạnh lùng và tràn đầy sát ý. Thanh niên áo tím cười híp mắt. Nói, Lâm Nhất, sát ý của ngươi quá nặng. Bổn công tử chỉ nghe đại danh nên muốn đến kết bạn với ngươi mà thôi. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn ta kết ấn, đỉnh đầu xuất hiện một khối cầu lửa màu tím. Đó là một hạt châu cực kỳ cổ xưa, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dưới sự thôi thúc của thanh niên áo tím, lửa từ tử châu bùng lên dữ dội, thoáng chốc đã có kích cỡ có thể sánh ngang ngôi sao. Uy lực khủng bố từ ngọn lửa kia tựa như một bức tường ánh sáng đánh ập đến, ngăn cản đường đi của Lâm Nhất. Ở vị trí trung tâm của ngọn lửa, hạt châu màu tím càng lộ vẻ khó lường, nó phát ra khí tức đại đạo. Hạt châu này chắc chắn có lai lịch bất phàm, hẳn là được lấy ra từ một di tích cổ xưa nào đó trên thiên lộ. Giờ phút này, lòng Lâm Nhất nóng như lửa đốt, hắn biết rõ giới tử thần U chỉ nói lời ngoan độc, hòng nhiễu loạn tâm tư của hắn. Nhưng hắn vẫn không cách nào giữ tỉnh táo được. Hắn thật sự lo sợ đối phương sẽ làm thật, khiến Nguyệt Phi Phi bị tổn thương đến mức không cách nào đền bù được,
dù có cứu được nàng ấy thì e rằng trong lòng nàng ấy vẫn sinh ra ma chướng. Ngoại trừ những yêu nữ trời sinh phong lưu thì đối với nữ tử bình thường, trinh tiết và thanh danh còn quan trọng hơn so với tánh mạng. Hắn nhất định phải đến thành Phong Lăng, dù biết rõ đó chính là một cái bẫy. Nhưng vừa ra khỏi cổng thành đã bị người cản đường khiến sát ý trong lòng Lâm Nhất không cách nào khống chế được. Trên gương mặt tuấn tú tựa như yêu tinh vốn mang khí chất tiên nhân, nhưng giờ phút này, lại vô cùng âm u và rét lạnh, cứ như chỉ trong một ý niệm liền hóa thành sát thần từ địa ngục đến. Sát ý của ngươi đúng là không nặng bình thường đâu, ba chiến giới lớn nói ngươi là tên ma đầu quả nhiên không sai. Hôm nay coi như ta thay trời hành đạo, chảm một thân ma niệm của ngươi, để ngươi quay lại con đường chính đạo, thanh niên áo tím nói, ánh mắt hắn ta lóe sáng như tia lửa điện, nhanh chóng kết ấn, lúc này, tử viêm châu trên đỉnh đầu hắn ta càng lộ rõ sự bất phàm. Trong lời nói của người này, thậm chí có ý muốn phế đi tu vi của hắn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, giọng hắn rét lạnh, ngươi cống hiến cho chiến giới nào trong ba chiến giới? Thần U, Thiên Càn hay Huyền Long? Được rồi, ngươi vẫn nên chết đi. B-O-A-N-G. Hắn rất quyết đoán, còn chưa dứt lời đã trực tiếp ra tay. Một tiếng kiếm ngân kinh thiên, hai ngón tay Lâm Nhất khép lại làm kiếm, đâm ra ngoài. Kiếm khí hùng hậu phóng thẳng lên trời, phát ra hào quang tím xanh vô cùng rực rỡ. Đây chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn, kiếm ý thông thiên. Hở. Sắc mặt thanh niên áo tím thoáng thay đổi, kỳ ngộ của hắn ta vốn không tầm thường, trên thiên lộ. Hắn ta thu hoạch được một cái cổ mộ, không chỉ lấy được truyền thừa võ đạo trong đó, mà còn thu được một viên châu thần bí, sau khi thúc dục, có thể liên kết với một loại đại đạo nào đó, vô cùng bất phàm. Nhưng một kiếm này lại khiến hắn ta có cảm giác linh hồn bị nhắm vào, trên trời dưới đất không có chỗ để hắn ta dung thân. Thanh niên áo tím vội vàng kết ấn, bảo châu màu tím bắt đầu chuyển động, ngọn lửa hung tợn trên đỉnh đầu hắn ta thoáng hiện lên từng sợi linh văn. Khi linh văn đã răng khắp, thoáng cái, chúng kết thành từng pháp trận, vô số pháp trận dung hợp tạo thành một trận pháp lập thể vô cùng phức tạp. Trận pháp nghênh đón một kiếm của Lâm Nhất. Khanh, B-O-A-N-G. Kiếm ý vù vù, Lâm Nhất tiện tay đâm ra một kiếm, chém vỡ tầng tầng trận pháp. Nhưng bảo châu màu tím lại không chút tầm thường, trong lúc nó chuyển động, có hàng hà trận pháp được cấu thành, vô cùng vô tận, không cách nào tiêu diệt hết. Oanh. Cuối cùng, một kiếm do Lâm Nhất đâm ra bị tiêu hao hết. Thanh niên áo tím đứng lơ lửng giữa trời, mi tâm bắn ra ánh sáng tím, hắn ta lạnh lùng nói, kiếm ý thông thiên cũng chỉ đến thế. Hắn ta đã lấy lại khí thế, thái độ cũng bắt đầu trở nên hống hách, thậm chí trong mắt còn lóe lên tia khinh thường. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhất, thấy uy lực của Bảo Châu có thể áp chế Lâm Nhất, thanh niên áo tím cười khoái chí, Lâm Nhất, người nên ngoan ngoãn ở lại đây. Muốn đi thành Phong Lăng à? Hề hề, không có cửa đâu. Nghe đồn Nguyệt Vi Vi là mỹ nữ đệ nhất trên thiên lộ đúng không? Phong hoa tuyệt đại, nhiều giới tử đều động lòng. Ta nghĩ, rất nhiều người đều muốn được nhìn thấy một nữ tử như vậy bị lột không còn một mảnh trước mắt mọi người đấy, ha ha ha. Ngăn được kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất nên thanh niên áo tím cũng không thèm che giấu nữa, thẳng thừng nói rõ mục đích của mình. Là Thiệu Phong. Vừa thăng lên vị trí số 1 tử bảng. Nghe đồn hắn ta có kỳ ngộ phi phàm, thu được một viên hỏa linh bảo châu, không những khiến ý chí hỏa của bản thân trở nên lớn mạnh mà còn có diệu dụng khôn cùng. Xem ra hắn ta động lòng trước hứa hẹn của giới tử, muốn hàng phục Lâm Nhất để đổi lấy lời hứa của thế gia thánh giả. Gần đó có rất nhiều người vây xem, bọn họ nhanh chóng nhận ra thanh niên áo tím. Mọi người cũng đoán ra được những yêu nghiệt vừa quật khởi gần đâu đều tỏ ra bất mãn đối với Lâm Nhất. Nhưng có hơi bất ngờ là hắn vừa ra khỏi thành liền đụng phải rắc rối. Sức nặng của tử bảng ngày càng đáng sợ, vô số nhân tài kiệt xuất xuất thế ngang trời, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể vọt lên đầu bảng, nói rõ thực lực của Thiệu Phong chắc chắc rất mạnh, huống chi hắn ta còn có một viên bảo châu thượng cổ. Viên bảo châu kia đã từng được thánh nhân luyện hóa, nên có hằng hà linh văn được phong ấn bên trong. Hiện tại, ngay cả kiếm ý thông thiên mà cũng bị nó chặn lại, việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng thay Lâm Nhất. Muốn ngăn cản Lâm Nhất, trước hết qua được ải của chúng ta đã, ba người La Chấn, Tần Lâm lao đến. Bọn họ đến là để trợ giúp,
không muốn Lâm Nhất vì bị ngăn trở mà chậm trễ thời gian. Ông! La Trấn ra tay trước, hắn đạt được truyền thừa mạnh nhất của Thương Long, hiện tại đã luyện được 7, 8 phần, thực lực xưa đâu bằng nay. Một cái vung tay đã đánh ra một luồng phong lôi, ngưng tụ thành long ảnh. Đầu của long ảnh kia vô cùng chân thật, phát ra tiếng gào thét như sấm rền gió rít. Long ảnh sắp đến gần thì bị trận pháp hùng hậu do ngọn lửa tím từ Bảo Châu diễn hóa thành cắt nát, sau đó trực tiếp đem luyện hóa. Mạnh thật! Tần Lâm và Quân Mộng Trần sững sờ, hai người lập tức xông lên, thi triển truyền thừa của Thương Long chi chủ. Oanh! Hai cái long chảo xé rách hư không, hướng thẳng về phía pháp trận tựa như núi cao kia, dường như muốn trực tiếp xé vụn nó. Không thể không nói, truyền thừa của Bảo Điện Thương Long quả thật rất cao cường, dù chỉ là tạo hóa cấp đế giả thì khi bộc phát uy danh cũng khiến lòng người run sợ. Nhưng đáng tiếc, tu vi của Tần Lâm và Quân Mộng Trần quá thấp, không cách nào phát huy uy năng của truyền thừa võ học được. Thanh niên áo tím đánh ra một chưởng, ngọn lửa hừng hực trên đỉnh đầu hắn bỗng duỗi ra một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo thánh huy, cứ thế bóp nát hai cái long chảo kia. Phốc thử! Tần Lâm và Quân Mộng Trần lập tức hộc máu, từ không trung rơi xuống. Cảnh tượng như thế làm những người ngoài thành thấy mà hãi hùng khiếp vía. Viên Bảo Châu kia thật đáng sợ, nó còn khủng bố hơn so với trong tưởng tượng, chỉ một cái phất tay đã có thể dễ dàng đẩy lui ba người Quân Mộng Trần. Đúng là có hơi quá. Chư vị đã giúp ta nhiều rồi, việc này cứ để ta. Ở sâu trong uy áp của đại trận, Lâm Nhất thản nhiên nói. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh niên áo tím, hắn không hề xem nhẹ, vừa ra tay đã thi triển kiếm ý thông thiên. Dù chưa động đến kiếm nhưng uy lực có thể nói là bất phàm, không ngờ lại không làm gì được tên này. Gần đây phong vân biến áo, yêu nghiệt quật khởi đúng là có hơi nhiều. Hừ, Lâm Nhất, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ xếp thứ 9 tử bảng mà thôi, lại dám đối nghịch với ta. Kiếm ý thông thiên, át chủ bài mạnh nhất của ngươi, còn không chịu nổi một kích của ta. Vậy thì, ngươi lấy gì đấu với ta, thanh niên áo tím bộc phát thần uy, đánh bại ba người La Trấn nên càng thêm hống hách. Trong lúc nói chuyện, từng trận pháp chất chồng lên nhau, không ngừng trấn áp Lâm Nhất ở phía dưới. Lửa giống như thực chất, thân ở trong đó, Lâm Nhất cảm nhận được áp lực lớn lao, viên Bảo Châu kia quả thực rất bất phàm. Nếu không có viên Bảo Châu này, có lẽ thanh niên áo tím cũng không dám đến ngăn cản hắn. Táng hoa. Lâm Nhất vẫy tay, táng hoa từ trong hộp đựng kiếm bay vọt ra, khoảnh khắc năm ngón tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, cả người hắn bộc phát hào quang chói mắt, tóc dài bay múa, rực sáng long lanh. Quần áo hắn cũng phấp phới, toát lên tia sáng chói mắt, mỗi một tấc da thịt hắn đều chảy xuôi hào quang của kiếm khí. Hắn đứng thẳng dậy, lỗ chân lông toàn thân mở ra, quang huy từ kiếm ý dâng trào. Khi kiếm quang bắn ra, thiên uy minh mông dường như dung hợp làm một với Lâm Nhất. Vòng trời bao la cũng rung chuyển, khoảnh khắc đó, có hàng hàng ngôi sao lóe sáng, bộc phát hào quang rực rỡ, dị tượng khổng lồ nhẹ nhàng phủ xuống. Đây là cảnh giới huyền bí mà chỉ khi đạt đến kiếm ý thông thiên đại thành mới có thể nắm giữ được, thiên nhân hợp nhất. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều sững sờ trước dị tượng vừa phát sinh. Lúc này, kiếm trong tay Lâm Nhất từ từ rút ra. Tiếng kiếm ngân âm vang, thân hình Lâm Nhất chợt lóe. Nhanh chóng phá vỡ vô số linh văn trận pháp, xông về phía thanh niên áo tím kia. Lúc này, sắc mặt Thiệu Phong kịch biến, hắn ta cảm giác mình không thể điều khiển được Bảo Châu trên đỉnh đầu nữa, ngay cả chân nguyên cũng thúc giục, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, chết. Ngay lập tức, có vô số huyền diệu từ hỏa linh Bảo Châu bay thẳng đến, oanh kích Lâm Nhất, tựa như một ngôi sao phá không mà tới. Ánh lửa ngập trời, ánh sao chói sáng. Không gian nổ tung dưới sự chân áp của Bảo Châu. Lâm Nhất đang lao đến cảm nhận được lực cản vô cùng rõ rệt, tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Bảo Châu thật đáng sợ. Nghe đồn hỏa linh Bảo Châu rất khó luyện chế, dù là ở thượng cổ thì cũng hiếm gặp. Viên Bảo Châu này dù chỉ còn sót lại 1% lực lượng thì cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Nhất. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi vì sợ hãi. Nhưng bỗng chốc. Tất cả kinh ngạc khi phát hiện tuy bị Bảo Châu trấn áp, tốc độ của Lâm Nhất có giảm nhưng hắn vẫn đang tiến về phía trước chứ không hề dừng lại. Việc này quả thật khiến người ta khó mà tin được, hỏa linh Bảo Châu thượng cổ mà vẫn không cách nào ngăn cản được Lâm Nhất. BOANG
Trước mắt bao người, khoảnh khắc Bảo Châu sắp rơi xuống, Táng Hoa đã hoàn toàn ra khỏi võ, Lâm Nhất xuất thế ngang trời chém ra một kiếm. Phốc thử. Tia máu bắn tung tóe, đầu của thanh niên áo tím bỗng chốc văng ra xa, một cái xác không đầu nặng nề rơi xuống. Đầu người lăn lông lốc, thanh niên vừa bước lên vị trí số một tử bảng cứ thế mà chết. Ầm ầm. Nhưng trời đất vẫn không ngừng rung chuyển, Bảo Châu vẫn liên tục rơi xuống như cũ, dường như nó ẩn chứa chấp niệm của Thiệu Phong, cố sức xông về phía Lâm Nhất. Không tốt. Ba người la chấn kinh hô, một khi viên Bảo Châu kia rơi trúng, dù Lâm Nhất không chết thì cũng bị trọng thương. Như vậy sao được, vừa ra khỏi cửa thành, còn chưa đến thành Phong Lăng mà đã bị thương, thật không ổn chút nào. Xíu, yêu yêu. Nhưng không đợi Lâm Nhất ra tay, một bóng đen chợt xuất hiện, há miệng nuốt lấy viên Bảo Châu kia. Bóng đen chợt lóe, kế đó rơi xuống vai Lâm Nhất. Mọi người nhìn mà trợn mắt má hốc mồm, đó chính là ma sủng bên người Lâm Nhất, con long miêu màu đen có hơi mập kia. Lâm Nhất quay đầu nhìn, hắn biết trong bóng tối còn rất nhiều người mang theo địch ý đến, vì thế lạnh lùng nói, kẻ nào dám ngăn ta, chết. Kẻ nào ngăn ta, chết. Lâm Nhất quay đầu nhìn một lượt rồi xoay người rời đi. Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ không vì câu nói của hắn mà dừng tay. Bởi dù thế nào thì trong mắt rất nhiều người, một khi đã đắc tội với tam đại giới tử thì Lâm Nhất chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, cái chết của thanh niên áo tím cũng đã uy hiếp một số ít tặc tử. Nếu cứ để chó mèo nhảy ra, Lâm Nhất sẽ cảm thấy rất phiền, dù sao thì hắn cũng không phải người hiếu sát. Nhưng nếu bọn này cứ cố chấp cản đường hắn, vậy thì đừng trách kiếm của hắn vô tình. Trong thành tứ tượng có rất nhiều người đang dõi theo bóng lưng Lâm Nhất, bọn họ biết, sau lần từ biệt này, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp vị hắc mã tuyệt thế này trên thiên lộ nữa rồi. Đoạn đường tiến về thành Phong Thăng cũng không hề yên ổn. Trên đường, Lâm Nhất bị chặn đánh 5 lần, một số là chiến tướng mới của ba chiến giới lớn, ngoài ra còn có những yêu nghiệt vừa quật khởi. Mỗi một người đều có bí bảo hùng mạnh, không biết là do giới tử ban tặng hay do chính bọn họ tìm được. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều sững sờ trước dị tượng vừa phát sinh. Lúc này, kiếm trong tay Lâm Nhất từ từ rút ra. Tiếng kiếm ngân âm vang, thân hình Lâm Nhất chợt lóe, nhanh chóng phá vỡ vô số linh văn trận pháp, xông về phía thanh niên áo tím kia. Lúc này, sắc mặt Thiệu Phong kịch biến, hắn ta cảm giác mình không thể điều khiển được Bảo Châu trên đỉnh đầu nữa, ngay cả chân nguyên cũng thúc giục, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, chết. Ngay lập tức, có vô số huyền diệu từ hỏa linh Bảo Châu bay thẳng đến, oanh kích Lâm Nhất, tựa như một ngôi sao phá không mà tới. Ánh lửa ngập trời, ánh sao chói sáng, không gian nổ tung dưới sự chân áp của Bảo Châu. Lâm Nhất đang lao đến cảm nhận được lực cản vô cùng rõ rệt, tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Bảo Châu thật đáng sợ. Nghe đồn hỏa linh Bảo Châu rất khó luyện chế, dù là ở thượng cổ thì cũng hiếm gặp. Viên Bảo Châu này dù chỉ còn sót lại 1% lực lượng thì cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Nhất. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi vì sợ hãi. Nhưng bỗng chốc, tất cả kinh ngạc khi phát hiện tuy bị Bảo Châu trấn áp, tốc độ của Lâm Nhất có giảm nhưng hắn vẫn đang tiến về phía trước chứ không hề dừng lại. Việc này quả thật khiến người ta khó mà tin được, hỏa linh Bảo Châu thượng cổ mà vẫn không cách nào ngăn cản được Lâm Nhất. BOANG. Trước mắt bao người, khoảnh khắc Bảo Châu sắp rơi xuống, Táng Hoa đã hoàn toàn ra khỏi võ, Lâm Nhất xuất thế ngang trời chém ra một kiếm. Phốc thử. Tia máu bắn tung tóe, đầu của thanh niên áo tím bỗng chốc văng ra xa, một cái xác không đầu nặng nề rơi xuống. Đầu người lăn lông lốc, thanh niên vừa bước lên vị trí số một tử bảng cứ thế mà chết. Ầm ầm. Nhưng trời đất vẫn không ngừng rung chuyển, Bảo Châu vẫn liên tục rơi xuống như cũ, dường như nó ẩn chứa chấp niệm của Thiệu Phong, cố sức xông về phía Lâm Nhất. Không tốt. Ba người la chấn kinh hô, một khi viên Bảo Châu kia rơi trúng, dù Lâm Nhất không chết thì cũng bị trọng thương. Như vậy sao được, vừa ra khỏi cửa thành, còn chưa đến thành Phong Lăng mà đã bị thương, thật không ổn chút nào. Xíu, yêu yêu. Nhưng không đợi Lâm Nhất ra tay, một bóng đen chợt xuất hiện, há miệng nuốt lấy viên Bảo Châu kia. Bóng đen chợt lóe, kế đó rơi xuống vai Lâm Nhất. Mọi người nhìn mà trợn mắt má hốc mồm.
Đó chính là ma sủng bên người Lâm Nhất, con long miêu màu đen có hơi mập kia. Lâm Nhất quay đầu nhìn, hắn biết trong bóng tối còn rất nhiều người mang theo địch ý đến, vì thế lạnh lùng nói, kẻ nào dám ngăn ta, chết. Kẻ nào ngăn ta, chết. Lâm Nhất quay đầu nhìn một lượt rồi xoay người rời đi. Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ không vì câu nói của hắn mà dừng tay. Bởi dù thế nào thì trong mắt rất nhiều người, một khi đã đắc tội với tam đại giới tử thì Lâm Nhất chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, cái chết của thanh niên áo tím cũng đã uy hiếp một số ít tặc tử. Nếu cứ để chó mèo nhảy ra, Lâm Nhất sẽ cảm thấy rất phiền, dù sao thì hắn cũng không phải người hiếu sát. Nhưng nếu bọn này cứ cố chấp cản đường hắn, vậy thì đừng trách kiếm của hắn vô tình. Trong thành tứ tượng có rất nhiều người đang dõi theo bóng lưng Lâm Nhất, bọn họ biết, sau lần từ biệt này, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp vị hắc mã tuyệt thế này trên thiên lộ nữa rồi. Đoạn đường tiến về thành Phong Thăng cũng không hề yên ổn. Trên đường, Lâm Nhất bị chặn đánh 5 lần, một số là chiến tướng mới của ba chiến giới lớn, ngoài ra còn có những yêu nghiệt vừa quật khởi. Mỗi một người đều có bí bảo hùng mạnh, không biết là do giới tử ban tặng hay do chính bọn họ tìm được. Cảnh tượng như thế khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Bắt ba ba trong giỏ. Đột nhiên, có người than thở một tiếng, dường như đã hiểu ra. Chắc chắn tam đại giới tử đã lệnh cho bọn họ để Lâm Nhất tiến vào. Chỉ cần hắn tiến vào thành Phong Lăng thì chỉ có một con đường chết. Tường thành nguy nga, bao la mà hùng vĩ. Lâm Nhất bước vào trong thành, kiến trúc trong thành đã trải qua một lần tu chỉnh. Khí thế hùng hậu, vàng son lộng lẫy, dường như giới tử thần U đã biến tòa thành cổ này thành cung điện của chính mình, cũng không biết hắn ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn nữa. Cạch, cạch. Bước trên con phố cổ, tiếng bước chân Lâm Nhất có vẻ trống trải mà cô tịch. Trong tầm mắt hắn là một khoảng không vắng vẻ, xa một chút là những kiến trúc nối liền nhau, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào quảng trường trung tâm thành Phong Lăng. Ở đó, hắn cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc, thậm chí hào quang của bọn họ đã sộc thẳng lên trời. Dù cách thật xa vẫn có thể nhìn được rõ ràng, đó là quang huy thuộc về giới tử. Sắc mặt Lâm Nhất âm u, hắn khóa chặt mục tiêu, nhanh chân tiến về phía đó. Hắn không che giấu tung tích của mình, cứ thế bước từng bước một, ở ngã tư đường vắng vẻ, tiếng bước chân hắn có một loại cô độc mà xinh đẹp. Nhìn lên kiến trúc xung quanh, hắn thấy được rất nhiều bóng người đang ẩn mình ở đó, lẳng lặng theo dõi hắn. Lâm Nhất thoáng cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề đang dần dần áp xuống người mình. Áp lực cực nặng. Đó chính là sát ý của vô số người đang ẩn mình trong bóng tối, chăm chú dõi theo hắn. Mỗi một bước đi, áp lực sẽ lớn hơn một phần. Yêu nghiệt kim bảng trên thiên lộ, chiến tướng mới của tam đại giới tử, có thể nói là đều tụ tập tại đây. Cùng với bước tiến của hắn, phía sau có đủ loại hào quang lóe lên, đó là chấn động từ trận pháp, hằng hà sa số linh văn dung hợp với nhau, kết thành từng đại trận. Hiển nhiên, có vài tên đại sư trận pháp đang âm thầm bố trí, hòng chặn đường lui của hắn. Vô số người nhảy lên tường thành, khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều giật mình khiếp sợ. Lâm Nhất không cần quay đầu cũng biết đường lui đã bị chặn kín. Nhưng hôm nay hắn đến đây vốn ôm tâm thái liều chết. Chẳng qua là giết một trận long trời lở đất, khiến thành Phong Lăng máu chảy thành sông, đầu người chất chồng, bởi ở đây không một ai là vô tội. Lâm Nhất, đứng lại. Chiến tướng áo xám trước đó ngăn cản Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn ta có rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Bọn họ đều mang trên người bí bảo, cả đám nhếch mép cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ trêu cợt. Ngoài ra, ở trong kiến trúc hai bên đường còn có một đám võ giả khiến Lâm Nhất kiêng kỵ đang ẩn mình. Đó hẳn là yêu nghiệt kim bảng. Tránh ra. Lâm Nhất không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào chiến tướng áo xám, lạnh giọng quát. Nơi này là thành Phong Lăng, Lâm Nhất, tốt nhất ngươi nên cung kính một chút, chiến tướng áo xám híp mắt nhìn, hắn ta đang âm thầm tích tụ sát ý. Lâm Nhất tiến thẳng về phía trước, không hề dừng lại. Ông. Nhưng khi sắp đến gần, không khí bỗng dao động từng hồi, vách ngăn vô hình hiện ra. Chiến tướng áo xám cười khẩy, nói, muốn gặp Nguyệt Phi Vi à? Giới tử thần U đã cho ngươi thiệp mời, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ. Chẳng phải ngày đó ngươi uy phong lắm sao? Giới tử đã lên tiếng,
trước đó, người đối xử với Hạ Thiên Phàm như thế nào thì hôm nay phải trả giá gấp 10 lần như vậy. Quỳ xuống, bò vào đi, nếu không, giết chết ngay tại chỗ. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt, trầm giọng nói, một tháng trước, trên cao nguyên Hoàng Sa, 12 chiến tướng đều chết dưới kiếm của ta. Nếu ngươi không muốn chết thì tránh sang một bên, nếu không, chớ trách kiếm trong tay ta vô tình. Công tử Táng Hoa thật uy phong, ngươi nên nhớ, nơi này là thành Phong Lăng, là bản doanh của chiến giới thần U trên thiên lộ. Một kẻ chắc chắn sẽ chết như ngươi, vốn không có ai sợ đâu, chiến tướng áo xám nhếch mép cười mỉa. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn rơi vào đám nhân tài kiệt xuất, âm u nói, các ngươi cũng không phải người của chiến giới, nếu hiện tại rời đi, ta sẽ làm như không nhìn thấy các ngươi. Ha ha ha! Đám người theo sau chiến tướng cười phá lên, không chút kiêng nể gì cả. Lâm Nhất, ngươi cũng coi như một nhân vật trên thiên lộ. Nhưng so với giới tử thì ngươi là cái thá gì chứ? Nếu đến Côn Luân, ngươi có sách giày cho giới tử cũng không xứng. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chúng ta. Lâm Nhất, ngươi có hơi đề cao bản thân rồi đấy, đừng nói là đại thế Côn Luân, dù cho ngươi đã sớm nổi danh thì ở thành Tứ Thượng, phong vân biến ảo, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt kim bảng xuất hiện. So với bọn họ, truyền kỳ về ngươi vốn không đáng nhắc đến. Ha ha ha, Lâm Nhất, nếu ngươi chịu quỳ xuống mà bò vào thì cũng được đấy, chúng ta cũng ước mình bị vây ở đây, đến lúc đó. Giới tử thần U sẽ cởi sạch hả tình nhân của ngươi ở trước mặt mọi người, nghe nói nàng ta là mỹ nữ số một trên thiên lộ đúng không? Dường như hắn giận rồi. Hề hề, thì đã sao, hiện tại hắn còn không phá vỡ được vách chắn này nữa mà. Một đám cười cười nói, chẳng chút kiêng nể, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Nhất tràn đầy vẻ trêu cợt, thậm chí còn có một chút gì đó tự cho là cao quý hơn. Dù sao bọn họ đi theo giới tử thì tương lai kiểu gì cũng sẽ là nhân vật lớn trên thiên lộ. Chiến tướng áo xám mỉa mai, Lâm Nhất, mặt ngươi đúng là không phải dày bình thường. Bọn họ đã theo giới tử, sao lại có thể khách sáo với ngươi cho được, vậy mà ngươi cũng dám ảo tưởng có thể dùng 2-3 câu đuổi họ đi, đây chẳng phải đưa mặt cho người ta tát à. Ha ha, giờ mặt sưng phù rồi đúng không, khi ngươi đắc tội với ba chiến giới lớn, cũng có nghĩa ngươi đã là người chết. Sẽ không ai để ý đến một bầu nhiệt huyết chó má gì của ngươi đâu. Lâm Nhất lần lượt nhìn vô số gương mặt trước mặt, sắc mặt hắn lạnh lùng, vẫn không có một chút dao động cảm xúc. Không lui, vậy thì chết đi. Hắn quát khẽ một tiếng, rồi duỗi ngón tay ra, nhanh như chớp điểm lên vách ngăn kia. Răng rắc. Chỉ một điểm nhẹ nhàng đã khiến vách ngăn chia năm xẻ bảy, tựa như thủy tinh vỡ vụn ra. Sắc mặt chiến tướng áo xám kịch biến, trong mắt hắn ta lóe lên tia sợ hãi, tuy nhiên, hắn ta cũng không lui về sau, mà cười dữ tợn, kế đó xuất ra một cái luân đài màu vàng, đánh úp về phía Lâm Nhất. Luân đài kia tựa như núi cao, hào quang tuôn ra, uy áp ngập trời. Kim Luân Pháp Liên. Đằng xa, trên tường thành, đám người vây xem quá đỗi sợ hãi, đây là một món pháp khí mô phỏng một món thánh khí của chiến giới thần U, có lai lịch phi phàm. Cùng lúc đó, những nhân tài kiệt xuất kia cũng lộ vẻ dữ tợn, từng người xuất ra bí bảo do giới tử ban cho. Thoáng cái, dị tượng chất chồng lên nhau, tạo thành chấn động khủng bố, khiến người xem hãi hùng khiếp vía. Thảo nào bọn họ có thể hiệu triệu được nhiều người như vậy, đúng là giới tử rất hào phóng. Tiểu Hồng. Lâm Nhất quát khẽ một tiếng. Ngựa huyết long trên vai nheo hai mắt lại, miệng phồng lên, kế đó phun mạnh ra. Oanh. Lửa cháy ngập trời, hỏa linh Bảo Châu trước đó bị nó nuốt vào cứ thế bắn ra ngoài. Phút chốc, Bảo Châu tỏa sáng chói lọi, hào quang bao phủ cả một vùng trời, tất cả bí bảo đều bị uy áp của nó chế trụ. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lâm Nhất rảo bước tiến lên phía trước, trên người hắn bắt đầu phát ra kiếm quang sáng chói, không có bí bảo kiếm chế, hào quang kiếm ý của hắn đã không cách nào che giấu được. Đây chính là kiếm ý thông thiên đại thành. Là kiếm ý thông thiên đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngay cả cường giả tinh quân cũng chưa chắc nắm được. Đây chính là kiếm ý có 102, trên thiên lộ không một ai có thể chống cự được. Kiếm ý thông thiên, có ta vô địch. Lâm Nhất bộc phát kiếm ý đến tình trạng trước nay chưa từng có, tóc hắn bay múa, chiếu sáng rực rỡ, kiếm ý ngân vang, bộ thanh sam trên người hắn dưới ánh sáng của kiếm quang mang đến cảm giác như được thánh huy bao phủ.
Không, không được qua đây. Kim Luân Pháp liền bị Hỏa Linh Bảo Châu trấn áp, chiến tướng áo xám rơi vào nỗi sợ trước nay chưa từng có. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn không để ý hắn ta nói gì, mà lắc mình xông lên. Tay trái như tia chớp vỗ một cái, dễ dàng đánh nát đủ loại sát chiêu do chiến tướng áo xám thi triển, thoáng chốc trưởng mạnh lên ngực hắn ta. Muốn ta quỳ xuống mà bò vào à? Chết! Khoảnh khắc tay trái của hắn ấn lên ngực đối phương, tay phải Lâm Nhất tựa như kiếm cắt tới, máu tươi từ cổ chiến tướng áo xám ào ào phun ra, một cái đầu người lăn lông lốc trên nền đất. Một khắc sau, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tại đây, dưới kiếm ý của Lâm Nhất, trời đất dường như mất đi ánh sáng, chỉ còn máu tươi che kín tầm mắt. Mặc cho đám người này có dãy giụa như thế nào, phản kháng ra sao, hay trốn tránh, thi triển bí bảo kiểu gì thì với uy lực của kiếm ý thông thiên, Lâm Nhất đã quét ngang tất cả. Toàn bộ bí bảo, tất cả sát chiêu, đủ loại phản kháng đều bị đánh nát chỉ trong một chưởng. Núi thây biển máu, tiếng kêu rên không ngớt. Cảnh tượng đáng sợ hệt như địa ngục, vô số thi thể chia năm xẻ bảy, đầu người liên tục rơi xuống đất, từng luồng kiếm quang vụt qua. Lâm Nhất đã cho bọn họ cơ hội, nhưng đám người này lại xem hắn như chó, còn bày ra thái độ cao ngạo, trêu cợt hắn. Vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng hơn bao giờ hết, kiếm quang bùng nổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn quá mạnh, mất đi bí bảo chống đỡ, đám người này hoàn toàn không có năng lực phản kháng. A, công tử Táng Hoa, ta sai rồi, đừng giết ta, ta bị giới tử ép buộc nên mới. Có người gào khóc, hai chân quỳ sụp xuống, muốn cầu xin tha thứ. Bịch. Nhưng chân vừa quỳ xuống thì đầu đã bay mất, chỉ còn lại một cái xác không đầu vô lực ngã sấp xuống nền đất. Mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn không để tâm đến lời cầu xin tha thứ của bất kỳ kẻ nào, dám ngăn trước hắn, một tên rồi lại một tên cứ thế chết đi. Đây là một hồi giết chóc, đám người này vừa nãy còn khoa tay múa chân, không chút kiêng nể kêu gào muốn làm nhục Nguyệt Vi Vi, mỉa mai Lâm Nhất chỉ là thiên tài hết thời, tất cả đều chết, không còn một mống. Máu tươi văng tung tóe, giết chóc không ngừng. Trên người Lâm Nhất bộc phát kiếm quang, máu bắn ra không hề dính trên người hắn dù chỉ là một giọt. Hắn vẫn một bộ thanh sam, tóc dài bay lượn, gương mặt tuấn tú không có chút khuyết điểm, xinh đẹp tuyệt luân, mi tâm có một dấu ấn tím, tựa như trích tiên, rồi lại như yêu tinh biến ảo khôn lường. Hắn cứ thế, không nhiễm bụi trần, lưng đeo hộp đựng kiếm, đạp lên núi thây biển máu, không quay đầu đi thẳng về phía trước. Sau lưng đầu người lăn lông lốc, máu chảy không ngừng. Đây là một cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát mà chẳng ai ngờ đến, tất cả chiến tướng và anh tài của tam đại giới tử đều đầu mình hai nơi, chết không toàn thây. Cảnh tượng ấy thảm thiết y như địa ngục trần gian. Nhưng thiếu niên ấy vẫn không quay đầu lại bước tiếp trên núi thây biển máu, trường bào màu xanh bay phấp phới trong gió. Chẳng ai có thể ngờ được vở kịch lần này tại thành Phong Lăng lại bắt đầu bằng một cuộc tàn sát thảm thiết như vậy. Đa số những anh tài đã bỏ mình đều là yêu nghiệt trên tử bảng. Trước đó, họ đã hăng hái khí phách như mặt trời ban trưa trong thành tứ tượng. Bọn họ nhận được những kỳ ngộ hiếm có, thậm chí còn được ban tặng những phần thưởng từ các giới tử, nhưng giờ họ đều đã chết. Lâm Nhất rảo bước giữa vùng trời bao la. Hắn đi đến cuối con phố cổ, băng qua trạm kiểm soát. Nhìn ra xa có thể thấy được toàn bộ quảng trường Phong Lăng. Thậm chí, Lâm Nhất còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào tại thành Phong Lăng hay cảm giác được khí tức khủng bố trên người tam đại giới tử. Một đám kiêu căng ngạo mạn, hài hước đứng ở phương xa xem trò hay, hy vọng thấy được hắn chật vật đi đến. Ở đích đến có rất nhiều cao thủ, có chiến tướng của tam đại giới vực và một số thủ lĩnh đến từ những giới vực cấp cao khác. Bọn họ tạo thành một đội hình khổng lồ chắn trước trạm kiểm soát. Ngăn cản đường đi của Lâm Nhất. Mặt mày Lâm Nhất lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt toát ra vẻ sắc bén lạnh lẽo nhìn đám người kia. Trong đội hình khổng lồ ấy cũng có vô số ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không muốn người khác bị liên lụy vào ân oán giữa ta và giới tử, ai không liên quan đến chiến giới cảm phiền tránh ra, không thì giết không tha. Lâm Nhất cũng không che giấu sát khí và cơn giận của mình, nhìn đám người kia, dứt khoát mở miệng. Mọi người và ta không thù không oán, giờ rút lui thì ta sẽ bỏ qua. Hôm nay, Lâm Nhất ta sẽ không nương tay và để cho kẻ nào chạy thoát.
Lâm Nhất lại mở miệng, giọng nói của hắn ngân vang như tiếng kiếm reo, cuốn theo kiếm ý vang vọng bốn phương, khuấy động tầng gió. Ánh mắt của hắn khinh miệt, tỏa ra sự sắc bén và có một khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thịch, thịch. Hắn vừa nói xong, trái tim mọi người lập tức đập bình bịch và biến sắc. Lâm Nhất hoàn toàn chẳng giống như một kẻ đi chịu chết, vẻ sắc bén trong mắt hắn khiến người ta không thở nổi, trông cực kỳ đáng sợ. Công tử Táng Hoa lợi hại ghê nhỉ, khinh bỉ tất cả mọi người giống như có thể quyết định sự sống chết của chúng ta cơ đấy, ha ha. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong đám người. Đó là một thanh niên môi mỏng mặc áo trắng, hắn ta rất cẩn thận, không để lộ vị trí mà chỉ lén lút nhìn Lâm Nhất với ánh mắt cực kỳ khó chịu. Một con kiến ở hạ giới mà dám lên giọng, hống hách như thế với bọn họ, quả thật chán sống. Lâm Nhất không đáp, bước lên trước một bước, kiếm ý thông thiên bùng nổ, thi triển thiên nhân hợp nhất. Cứ mỗi bước đi của hắn đều khiến mây trời cuồn cuộn, tiếng kiếm ngân réo rét không ngừng vang lên bên tai. Keng, keng, keng. Tiếng kiếm ngân réo rắt liên miên không dứt, một uy áp vô hình nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bất kể là anh tài mọi nơi hay chiến tướng của các giới tử thì đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ vâng lệnh canh giữ ở đây, bảo vệ cho trạm kiểm soát cuối cùng của quảng trường Phong Lăng. Ai trong họ cũng nhận chỗ tốt từ tam đại giới tử, trên người có công pháp và bí bảo được họ thưởng cho. Vì vậy, họ tin chắc rằng Lâm Nhất sẽ chết ở trong tay của tam đại giới tử. Song dù họ nghĩ thế nào thì khi đối mặt với Lâm Nhất đang từng bước ép sát, cả đám đều lo sợ không thôi. Lâm Nhất đã gây ra một trận thảm sát, giết chết hết tất cả mọi người chặn đường hắn trước đó. Trong gió tràn ngập mùi máu tươi, đầu người chất chồng như núi. Vốn dĩ hắn đã cực kỳ nổi tiếng, tung hoành trên con đường thông thiên và chưa từng thua. Trước bố cục do tam đại giới tử xếp đặt ở cao nguyên Hoàng Sa mà hắn cũng còn sống, còn đánh bại tất cả các chiến tướng, sự đáng sợ của hắn khiến mọi người không dám xem nhẹ. Lâm Nhất đi về phía trước. Một mình hắn lại ép cho mọi người phải lùi lại, khiến người ta lo sợ, thấp thỏm. Ha ha, oai ghê không, chết đến nơi rồi còn dám hống hách như thế. Lâm Nhất, nơi này là thành Phong Lăng, là địa bàn của giới tử, không phải nơi ngươi có thể huênh hoang. Nếu giờ ngươi quỳ xuống van xin thì có lẽ các giới tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Thanh niên môi mỏng thấy Lâm Nhất khí thế hơn người thì trong mắt toát ra vẻ ghen tị, âm u nói. Hắn ta liên tục thay đổi vị trí xen lẫn trong đám đông. Bởi vì lời nói của hắn mà đã khiến mọi người dao động, cả đám ánh mắt lập lòe, lâu lâu lại tham lam ngó Lâm Nhất. Lời hứa của giới tử thật sự cực kỳ cám dỗ, cứ khiến người ta không nỡ bỏ qua. Ai đang nói chuyện đó? Lâm Nhất ngừng lại, lạnh lùng hỏi. Oai ghê không, ai nói thì ngươi quản được chắc, công tử Táng Hoa cho rằng mình vô địch thật hả? Hay cho rằng một mình ngươi có thể dọa được chúng ta, thanh niên môi mỏng kia cả người thoát ẩn thoát hiện, mỉa mai. Nếu không có sự tự tin vô địch ấy, sao ta lại tới đây? Ta không vô địch thì ai dám vô địch, chết đi. Lâm Nhất trừng mắt như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng hư không, vừa nói xong đã giơ tay nhấn một cái. Kiếm quang chói mắt bắn ra từ ngón tay hắn, thanh niên đang xen lẫn trong đám đông hoảng sợ. Còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bắn thẳng vào giữa trán hắn ta. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, một cái xác không đầu chợt ngã xuống. Đó là thủ lĩnh của một giới vực cấp cao, hiển nhiên, thực lực của hắn ta rất mạnh và từ sâu trong lòng hắn ta vẫn luôn khinh thường giới vực cấp thấp. Hắn ta âm thầm mỉa mai, khiêu khích, trộn lẫn trong đám đông, nhiễu loạn lòng người, thái độ cực kỳ hống hách, ngang tàng, nhưng thoáng cái, kẻ này đã bị Lâm Nhất vô tình chém chết. Đây là một luồng duệ khí được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế khi Lâm Nhất đối mặt với sự bá đạo của nhân tài kiệt xuất từ khắp các nơi. Đây chính là cửa ải cuối cùng, nơi tụ tập rất nhiều chiến tướng, còn có một lượng lớn nhân tài kiệt xuất. Tất cả đều nắm giữ bí bảo, và mỗi một người đều có kỳ ngộ phi phàm. Nhưng Lâm Nhất không chút nào e ngại, hắn bước nhanh về phía trước, một người trấn nhiếp tất cả. Tránh ra! Lâm Nhất lạnh lùng nói. Hắn đã hết kiên nhẫn, sát ý trong mắt dần dần lan ra ngoài. Ngoại trừ đám chiến tướng đang cản phía trước, những nhân tài kiệt xuất còn lại đều lộ vẻ khó coi, hiển nhiên bọn họ đã bị thủ đoạn lôi đình của thiếu niên trước mặt dọa sợ. Lâm Nhất đứng nguyên tại chỗ,
trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng cùng bi ai. Đám người này thật đáng thương, có thể làm chó cho giới tử thì ít nhất cũng là nhân tài kiệt xuất trên tử bảng, ở trên thiên lộ cũng xứng với cái danh nhân tài kiệt xuất. Nhưng giờ cả đám tuy đã sợ đến mức suýt ngất đi, nhưng vẫn không nỡ buông bỏ khối thịt mỡ là hắn. Đám người này không đáng được đồng tình, bọn họ biết rõ hắn đến là vì điều gì mà vẫn muốn cản đường. Những kẻ này lòng dạ độc ác, tất cả đều đáng chết. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Một luồng ánh sáng vàng rơi xuống, đó là một thanh niên từ phương xa vọt đến, hai tay hắn ta nắm chặt một thanh kiếm, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông cực kỳ đáng sợ. Kim bảng, Dương Sóc, ánh mắt thanh niên như tia chớp, hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất. Mọi người vô cùng mừng rỡ, Dương Sóc chính là yêu nghiệt tuyệt đỉnh đứng hàng thứ 18 trên kim bảng, tuy không vô địch như giới tử, nhưng cũng không kém quá xa, người này có thực lực cực cao. Oanh! Lại một luồng sáng vàng rơi xuống, người đến mặc một thân bạch y, lưng đeo một cây trường kích. Đó là một món đạo khí siêu phẩm có niên đại cực kỳ cổ xưa, xung quanh có khí lạnh mang theo mùi máu tanh lượn lờ. Kim bảng, Âu Dương Vũ. Ánh mắt của hắn bế nghễ, lạnh lùng báo ra danh hào của mình. Mỗi một chữ đều dừng lại một thoáng, ẩn trong đó là uy danh hùng hậu, chấn cho màng tai người nghe run lên, cứ như có tiếng sấm rền nổ mạnh bên tai. Vèo, vèo, vèo. Giữa không trung, từng âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, ánh vàng lập lòe, bóng người vụt qua vòng trời. Kim bảng, Nhiếp Phong. Kim bảng, Triệu Thế Kỳ. Kim bảng, Từ Tử Lâm. Kim bảng, Liễu Phi Vũ. Những bóng người kia hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng ở trên mái hiên, trên đầu tường, mỗi một người đều tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Cả đám triển lộ tài năng, tóc đen tung bay, áo choàng phấp phới, ánh mắt lóe sáng, một thân tao nhã tuyệt thế, trông cực kỳ bất phàm. Khí thế của bọn họ khiến đám đông sợ hãi, khí phách hiên ngang, phong thần tuấn lãng, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp thành. Đằng xa, trên tường thành, mọi người quá sợ hãi, sắc mặt kịch liệt thay đổi. Sáu vị yêu nghiệt đứng đầu kim bảng đều đã hiện thân. Gần đây, danh tiếng của bọn họ cực thịnh, trên thiên lộ đều có kỳ ngộ của riêng mình, có đại khí vận trên thân. Cả đám ẩn nhẫn không phát, mà đợi đến trận chung kết mới triển lộ, tích xúc lâu dài, một lần bộc phát, một bước lên mây, độ liên tục hai tầng thiên phách kiếp, trực tiếp xông vào kim bảng, làm chấn động thiên lộ. Phong vân biến ảo trong thành tứ tượng đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của những người này, có thể nói, chính bọn họ đã gây nên một hồi phong ba bão táp. Trước đó, đám người kia mỉa mai Lâm Nhất chỉ là thiên tài hết thời cũng bởi vì sự xuất hiện quá mức chói mắt của những người này, khiến cho hào quang của Lâm Nhất bị che lấp. Bọn họ vốn có phê bình kín đáo với Lâm Nhất, rõ ràng hắn chỉ là một nhân tài kiệt xuất trên tử bảng, nhưng lại khiến thiên hạ chú ý, cướp đi danh tiếng của bọn họ. Thế nên việc bọn họ xuất hiện ở đây để ngăn cản Lâm Nhất cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Có điều, thế trận đúng thật có hơi lớn. Sáu vị yêu nghiệt kim bảng, hơn 10 chiến tướng, còn có vài chục nhân tài kiệt xuất tử bảng một lần nữa giấy lên sát ý, sợ là giới tử cũng phải tạm lánh đi duệ khí bực này. Quỳ xuống Lâm Nhất, giới tử có lệnh, người phải bò vào quảng trường Lăng Phong. Tuy nhiên, chúng ta kính người bất phàm, không muốn ra tay với ngươi. Nên tự ngươi hãy bỏ vào đi, có yêu nghiệt kim bảng cụp mắt, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn Lâm Nhất. Âu Dương Vũ đeo trường kích trên lưng thản nhiên nói, ngươi dám đơn độc đến đây cũng đủ để chứng minh lòng can đảm rồi. Quỳ xuống đi, thiên hạ sẽ không có ai dám chế nhạo ngươi. Quỳ trước giới tử cũng không phải chuyện nhục nhã gì, ngươi chỉ trêu chọc người không nên trêu chọc mà thôi. Lâm Nhất, đừng ép chúng ta ra tay với ngươi, kết cục của ngươi sẽ càng thảm bại hơn đấy. Lại có yêu nghiệt kim bảng lộ vẻ kiêu ngạo, nói một cách vô cùng hống hách. Đám người trước đó còn sợ hãi, rụt rè, giờ thấy có yêu nghiệt kim bảng hiện thân thì lộ vẻ mừng rỡ không thôi, trong mắt bắt đầu lóe lên tia hưng phấn cùng sát ý âm u. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt rồi bật cười ha hả, cười xong, sắc mặt hắn đột nhiên sầm xuống, lạnh lùng nói, Lâm Mỗ đã nói từ sớm, hôm nay sẽ không có kẻ nào sống sót. Ta đã đến, quyết một lòng vô địch. Bất kể ngươi có là yêu nghiệt kim bảng gì đó, cản ta ắt phải chết. Hắn bay vọt lên trời, trực tiếp ra tay, kiếm quang như ánh mặt trời chói mắt, chiếu sáng cả vòng trời. Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy kim bảng.
Tại đây, cửa ải cuối cùng tiến vào quảng trường Phong Lăng, Lâm Nhất đối mặt với 6 tên yêu nghiệt kim bảng, còn có rất nhiều chiến tướng và nhân tài kiệt xuất khắp các nơi, vậy mà hắn vẫn trực tiếp xông đến, không có một chút do dự. Nói thế là đủ rồi, hắn đã sớm mất đi kiên nhẫn, bất kể là ai cản trước mặt hắn lúc này cũng đừng mong giữ được mạng. Cỏ! Lâm Nhất vọt lên trời, ở giữa không trung, hắn đạp không bước đi, mỗi một bước, giữa hư không sẽ có một đóa hoa tử diên cực kỳ chói mắt nở rộ. Từng đóa hoa tử diên óng ánh, sáng long lanh, toát lên quang huy thần thánh, đồng thời phía sau hắn còn có thần thụ thanh tiêu vùn vụt mọc lên. Hắn thôi thúc hai đại kiếm quyết đến cực hạn, toàn thân tỏa ra kiếm quang chói mắt, khiến lòng người run sợ. Những đóa tử diên nở rộ trên không kia dường như trường tồn từ cổ chí kim, vĩnh hằng bất hủ. Dù hắn đã đi khỏi thì chúng vẫn nở rộ giữa không trung, bắn ra kiếm quang chói lọi. Tạo nghệ kiếm đạo bực này khiến người xem trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc, trên thiên lộ chưa từng thấy ai có thể có được thủ đoạn kiếm đạo mạnh hơn người này. Ầm ầm. Thoáng chốc, thần thụ thanh tiêu điên cuồng sinh trưởng, có kiếm ý rót vào đó, chống đỡ cả bầu trời. Vô số đóa hoa nở rộ trên trạc cây tựa như những ngôi sao điểm xuyết trên đó. Không ổn rồi. Mọi người lộ vẻ kinh hãi, trong mắt 6 tên yêu nghiệt kim bảng cũng lộ vẻ khác thường. Bọn họ cảm giác được một luồng kiếm ý ngập trời đang đánh úp đến nên vội vàng lui về sau, không muốn cứng đối cứng với kiếm ý vô cùng sắc bén và ác liệt kia. Kiếm đạo được xưng là đại đạo công phạt mạnh nhất trong số rất nhiều đại đạo, cùng cảnh giới không có mấy ai là đối thủ với kiếm khách. Yêu nghiệt kim bảng rút lui rất nhanh, nhưng đám chiến tướng thì không có may mắn như vậy, Lâm Nhất xẹt đến, vung tay lên, một gã chiến tướng đã bị hắn cách không đánh trúng. Ki-tê-tê-tê. Vài luồng kiếm khí giao nhau, chiến tướng kia cùng với bảo giáp trên người hắn ta bị kiếm quang xoắn nát, thân thể vỡ ra thành mấy đoạn. Máu tươi văng tung tóe, theo đó là một tiếng hét thảm, đầu người nọ lộc cộc rơi xuống, mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt. Lực càn quét quá mạnh. Thực lực của Lâm Nhất đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, gần như dù đối mặt với 6 yêu nghiệt kim bảng thì hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết một gã chiến tướng. Trời đất trao nghiêng, trong hư không có vô số dị tượng phát sinh, đám yêu nghiệt kim bảng đồng loạt ra tay. Thanh niên tên Âu Dương Vũ ra tay trước, sắc mặt hắn ta âm u, xuất ra trường kích vẫn luôn vác trên người. Đó là một món đạo khí siêu phẩm, có lai lịch bất phàm. Tia sáng lạnh ào ào tuôn ra, khiến người vây xem lấy làm sợ hãi. Trường kích xé gió lao đến, hóa thành một con rồng băng dương nanh múa vuốt, bông tuyết rơi lả tả, khí lạnh vô cùng vô tận xâm nhập bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một gã yêu nghiệt kim bảng cũng ra tay. Đôi tay khép trước ngực hắn ta đột nhiên nổ tung, ánh vàng chói lọi, trong vòng tay đột ngột xuất hiện một vầng thái dương rực rỡ. Vầng thái dương kia tựa như núi cao, vô cùng hùng vĩ. Lại nặng kinh người, nhưng cứ thế bị hắn giơ lên cao. Oanh! Khoảnh khắc vầng thái dương bị giơ lên, vòm trời rung chuyển, đám người vây xem đang đứng ở tường thành phía xa đều bị chấn cho hộc máu. Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất, một vầng trăng tròn từ từ bay lên, kế đó nhanh chóng biến to ra, rồi phóng thẳng lên vòm trời. Trăng tròn vành vạnh, hương hoa lan tỏa, năm tháng tươi đẹp chính là như thế. Sau khi thi triển dị tượng nguyệt mãn hoa hương của Nguyệt Diệu Thần Quyền, Lâm Nhất nhẹ phất tay một cái đã có thể ngăn lại con rồng băng đang xé gió lao đến. Ki-tê-tê-tê. Ánh trăng chiếu xuống, rồng băng lập tức vỡ ra, hiện ra nguyên hình của trường kích. Duy ngã độc tôn. Hắn hóa thành kim ô, xoay người một cái trên không, đến khi xoay lại, cả người sáng chói tựa như mặt trời treo trên cao. Kế đó, hắn dùng Nhật Diệu Thần Quyền đánh mạnh ra. Nghênh đón mặt trời tựa như núi của tên yêu nghiệt kim bảng kia. Bành! Hai mặt trời va vào nhau, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, hắn cứ thế chui tọt qua vầng mặt trời tựa như núi kia. Thoạt nhìn thì rất quái dị, chính là Lâm Nhất dùng một quyền đánh thẳng vào mặt trời do yêu nghiệt kim bảng thi triển, dùng uy danh khủng bố giết đến trước mặt hắn ta, quyền mang tựa như mặt trời của hắn đã nện thẳng vào ngực đối phương. Phốc thử! Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay lên, ngực suýt nữa đã bị Lâm Nhất chọc xuyên qua. Ầm ầm. Dư âm khủng bố vẫn còn tiếp tục lan ra ngoài, kiếm quang sáng chói, vài tên nhân tài kiệt xuất bị chấn nát ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra.
trời đất một mảnh cô tịch, sắc mặt mọi người kịch biến, bọn họ đã bị phong thái của Lâm Nhất chấn nhiếp hoàn toàn. Hắn quá mạnh, phong thái gần như vô địch, khiến người ta chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Bất kể là kiếm ý thông thiên bắn ra khắp toàn thân, hay là sự hoán đổi điêu luyện giữa Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền thì cũng đều đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một kích này khiến cho Triệu Thế Kỳ, yêu nghiệt kim bảng vừa ra tay, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Lâm Nhất cũng không giữ lại thực lực, hắn không chỉ thi triển kiếm ý thông thiên, mà trong quyền mang còn vận dụng một ít ý cảnh của võ học thánh linh, vượt xa tạo hóa. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, đồng thời cũng muốn bày ra phong thái vô địch của bản thân, đẩy khí thế của mình lên đến đỉnh cao trước khi giao đấu với Tam Đại Giới Tử. Tam Đại Giới Tử muốn hắn quỳ mà bò vào quảng trường Phong Lăng Ngà. Mơ tưởng. Hôm nay, bất kể là kẻ nào dám cản trước mặt hắn, toàn bộ đều phải chết. Mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Lâm Nhất mạnh đến mức khiến bọn họ gần như sụp đổ. Có cảm giác tuyệt vọng vì không cách nào đấu được. Con sâu cái kiến hạ giới, chứ có liều lĩnh. Dương Sóc, yêu nghiệt trên kim bảng, ra tay. Hắn ta là người có thực lực mạnh nhất trong 6 tên yêu nghiệt kim bảng, cũng là người trước tiên đứng ra ngăn cản Lâm Nhất. Giờ phút này, hắn ta lại lần nữa đứng ra, hòng ngăn cản phong thái vô địch của Lâm Nhất. Bóng hắn ta như ảo mộng, sương mù như điện, người này ra tay thình lình, không hề có dấu hiệu báo trước. Một cái vuốt phượng rực lửa xé toạc hư không, chộp về phía Lâm Nhất. Đây là một bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Đã đạt đến giới hạn cuối cùng mà võ học tạo hóa có thể đạt được, thậm chí có thể thoáng nhìn ra được một chút bóng dáng võ học thánh linh trong đó. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, bí thuật này quả thật có chút mạnh mẽ, nếu hắn không tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền thì sợ là không ngăn nổi một chảo này. Tuy nói yêu nghiệt trên kim bảng quả thật mỗi một người đều bất phàm, nhưng ít nhất thì Dương Sóc đáng để người ta lau mắt mà nhìn. Oanh! Lâm Nhất trở tay, xuất ra cổ ấn thần Dương, đây chính là võ học tạo hóa cấp đế giả. Nhưng trong cổ ấn ngưng kết kim ô lại là thánh linh hàng thật giá thật. Thánh linh hơn xa so với bí thuật chỉ nắm giữ được một phần da lông của thánh linh. Mặt trời khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Nhất thong thả dạo bước giống như một vị thần đi ra từ mặt trời. Mỗi một bước đều nở rộ thành từng đóa diễn vĩ bay lên không. Dương Sóc biến sắc, Lâm Nhất kia thế mà vẫn thong dong và chẳng hề hần gì dưới sự bao phủ của vuốt phượng. Đợi đến khi Lâm Nhất trở tay đỡ lấy vuốt phượng kia, ánh sáng rực rỡ thoáng chốc đánh nó dập nát. Sau khi vuốt phượng bị đánh nát, Lâm Nhất bèn vươn ngón tay bắn ra vài luồng kiếm quang phát ra tiếng rồng ngâm, cuốn theo sức mạnh phong lôi xông thẳng về phía hắn ta. Ánh mắt Dương Sóc toát ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Keng, keng, keng. Những yêu nghiệt còn lại trên kim bảng thừa dịp đó cùng nhau xông lên tấn công Lâm Nhất. Vô số dị tượng không ngừng bổ đến, Lâm Nhất đứng giữa liên tục biến ảo, lúc thành kim ô lấp lánh, lúc lại thành ngân hoàng lóa mắt di chuyển chớp nhoáng, thong dong tự nhiên. Vô vàn đóa hoa diên vĩ theo từng bước chân của Lâm Nhất không ngừng ngưng tụ rồi bay lên cao. Tên này khó nhằn ghê. Cả đám yêu nghiệt trên kim bảng đều mặt mày trắng bệch, cảm thấy cực kỳ đuối. Chân hoàng hạ phàm, phượng khởi hót vang. Dương Sóc bị đánh bay quát, sau đó lại tiếp tục ra tay. Một con chân hoàng thời viễn cổ lập tức bay ra từ trong biển lửa, hót vang một tiếng khiến cho biển lửa dậy sóng. Con chân hoàng kia đã có hình dáng ban đầu của thánh linh, vượt qua tạo hóa đạt tới một khí tức khủng bố. Tên này có thể nhảy vọt vào kim bảng thì quả thật cũng có chút lợi hại. Tuy vẫn kém hơn Tam Đại Giới Tử, nhưng cũng là một cao thủ hiếm có. Lâm Nhất còn phải đối phó với những yêu nghiệt khác trên kim bảng nên không kịp đề phòng bị chân hoàng đánh lùi lại mấy bước. Lâm Nhất với khí thế vô địch lần đầu bị đánh bay, lập tức khiến các yêu nghiệt khác trên kim bảng sáng mắt. Trong mắt cả đám thoáng chốc hừng hực sát khí, vẻ mặt tràn ngập sự phấn khích. Hắn cũng không phải là vô địch, vẫn có điểm yếu. Mọi người cùng nhau xông lên đi, sử dụng chiêu thức trên tạo hóa đè bẹp hắn. Tên đó chắc chắn không cản nổi đâu. Đúng vậy, một kích ban nãy của Dương Sóc chính là chiêu thức trên tạo hóa. Hắn rõ ràng rất e ngại nó. Cuối cùng tên kia cũng sắp bị đánh bại rồi ư. Lúc này,
Các chiến tướng và anh tài khác đều kinh ngạc ra mặt, trong mắt lại toát ra sát khí. Đám người kia được cổ vũ bắt đầu phấn khích, đặc biệt là đám yêu nghiệt trên kim bảng. Bọn họ không cho Lâm Nhất có cơ hội lấy lại sức, đồng loại xông lên và điên cuồng thi triển ra đòn sát thủ của mình. Chỉ mình Dương Sóc là ánh mắt lập lòe, có hơi nghi ngờ. Đối phương rõ ràng có chiêu thức trên tạo hóa, nhưng hắn ta cũng không nói gì, để những yêu nghiệt khác trên kim bảng thi triển ra đòn sát thủ cũng tốt. Đám người kia có chết sạch cũng chẳng sao, chỉ cần đánh cho Lâm Nhất bị thương để hắn ta nhặt của hời là được. Thoáng chốc, bầu trời lập tức lóe lên đủ mọi dị tượng lóa mắt. Những yêu nghiệt trên kim bảng đều thi triển chiêu thức trên tạo hóa. Thực lực của họ đều cực kỳ mạnh, cũng không yếu hơn Lâm Nhất khi còn ở trên cao nguyên Hoàng Sa. Quả nhiên đều có con bài chưa lật. Lâm Nhất lẩm bẩm, vung tay lên đấm ra một quyền chống lại những đòn sát thủ kia. Ầm. Trong một quyền ấy của hắn có kim ô và ngân hoàng quấn quanh, ngăn cản mọi dị tượng đánh tới. Có điều, Lâm Nhất vẫn chưa sử dụng Nhật Nguyệt thần quyền. Năng lượng khổng lồ như thế ập tới khiến hắn phải lùi lại vài bước. Đôi môi mọi người trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, trông khá chầy chật. Song khi họ thấy Lâm Nhất bị đánh bay thì đều cong môi, tên tuổi vô địch của hắn quả nhiên đã bị lật đổ. Cứ đánh hội đồng tiếp thì hắn chắc chắn sẽ bị họ làm cho hao hết chân nguyên, quỳ xuống van nài chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Công tử Táng Hoa cũng chỉ thế mà thôi, có yêu nghiệt trên kim bảng khinh bỉ ra mặt, lạnh lùng nói. Chút mánh khóe ấy mà cũng muốn so với giới tử, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ngây thơ quá rồi đấy. Lâm Nhất, còn không quỳ xuống van xin đi, ngày chết của ngươi đến rồi. Yêu nghiệt trên kim bảng bị Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng trước đó mặt mày dữ tợn, lạnh lùng quát. Lâm Nhất nhẹ nhàng hạ xuống trên mái hiên ven đường, lạnh lùng liếc đám yêu nghiệt, gằn giọng nói, sắp chết đến nơi rồi còn không biết. Dương Sóc bỗng cảm nhận được một khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết khi nào thần thụ Thanh Tiêu đằng sau lưng Lâm Nhất đã lớn lên như phổng, sắp bao trùm cả bầu trời. Mà những đóa hoa diên vĩ xuất hiện sau mỗi bước chân hắn lại điểm xuyết trên những nhánh cây như vô vàn ngôi sao. Dị tượng khủng bố chấn động cả bầu trời ấy khiến người ta sợ hãi. Kia quả thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Ngay khi nó xuất hiện, mọi người hoảng sợ nhận ra cơ thể của mình đã bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Cả đám biến sắc, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, những yêu nghiệt trên kim bảng ấy thế mà lại mặt mày trắng bệch. Không. Không, không. Bọn họ mặt đầy hoảng sợ rên rỉ xin tha. Dưới dị tượng ấy, Lâm Nhất mặc áo xanh, đeo hộp kiếm trên lưng đứng trên mái hiên lại trông giống như một vị thần. Tóc dài tung bay, khuôn mặt anh tuấn. Hắn vươn tay phải, ngẩng đầu dậm chân, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, các ngón tay khép lại vạch một cái trên không. Lâm Nhất và những yêu nghiệt trên kim bảng kia cách cả mấy trăm mét, nhưng đám người kia lại như ở trong một bức tranh hiện ra trước mặt hắn. Phụt. Máu tươi bắn ra trên không, khi ngón tay hắn vạch xuống, cả đám yêu nghiệt, chiến tướng và anh tài kia đều bị chặt làm đôi. Đây là kiếm thứ hai trong Trảm Thiên Tam Kiếm, dung hợp áo nghĩa của võ học thánh linh, hoàn toàn lột xác. Khoảnh khắc thần thụ Thanh Tiêu bao phủ trời, điểm xuyết từng đóa diễn vĩ thì kết cục của đám người kia cũng đã được xác định. Lâm Nhất vạch một cái trên không, thuận tay phẩy phẩy. Ầm. Những yêu nghiệt và chiến tướng bị chém làm đôi lập tức nổ tung, giống như một bức tranh bị người ta xé nát. Đến tận đây thì 6 yêu nghiệt trên kim bảng đều đã chết hết. Lâm Nhất ngoảnh mặt làm ngơ những ánh mắt run sợ kia, đi thẳng về phía quảng trường Phong Lăng. Tại quảng trường Phong Lăng của thành Phong Lăng. Nơi này vô cùng nhộn nhịp, tụ tập những anh tài từ các giới đến để xem đại hội sát yêu. Đến cả những giới tử của các chiến giới khác cũng đến đây. Bùi Tuyết mặt mày lo lắng ngồi bên cạnh giới tử chiến giới Hoàng Đồ, lâu lâu lại ngó phía cửa thành. Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một cuộc thảm sát, giết sạch những kẻ dám cản đường mình không chừa một ai. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn lo lắng không thôi, vì giới tử thần ư đã cử 6 gã yêu nghiệt trên kim bảng, hơn 10 chiến tướng và anh tài ở các giới vực cấp cao đi. Ai trong họ cũng cực kỳ lợi hại, còn có bí bảo do giới tử ban tặng. Dù không có yêu nghiệt trên kim bảng thì với bí bảo trong tay họ và những đòn sát thủ của mỗi người cũng đủ để giết chết Lâm Nhất rồi.
Nếu có thêm 6 gã yêu nghiệt trên kim bảng thì đội hình ấy quả thật có thể đè bẹp Lâm Nhất một cách dễ dàng, khiến hắn quỳ xuống xin tha và bỏ đến thành Phong Lăng. Trên đài giữa quảng trường dựng một cây cột đá cao mấy trăm mét, dưới chân cột trói một nữ tử áo đỏ. Nàng ta tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, xiềng xích trên người có cấm chế khủng bố, chỉ cần nhúc nhích sẽ bắn ra tia lửa điện. Xích Lôi Đình. Con người Bùi Tuyết co rút, kiêng kỵ khi nhìn về phía xiềng xích trên người Nguyệt Vi Vi, cơ thể cũng khẽ run. Trên xích sắt ẩn chứa sức mạnh Lôi Đình và khắc cả thánh văn lên trên. Một khi giãy giụa sẽ phát ra sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh Lôi Đình ấy giống như một con rắn độc chui vào trong cơ thể người bị trói, nó len lỏi trong người gây nên một sự tra tấn cực kỳ đau đớn. Càng giãy giụa thì sức mạnh Lôi Đình càng khủng bố, tra tấn đến chết mới thôi. Sự tra tấn của nó cực kỳ đáng sợ, một khi không chịu nổi sẽ khiến bản thân phát điên. Từ đó, nó sẽ gieo rắc nỗi ám ảnh vào lòng người. Thủ đoạn của tên giới tử thần U kia quả thật là bỉ ổi, độc ác. Bùi Tuyết đoán có lẽ gã cũng không muốn giết chết Nguyệt Vi Vi. Tam đại giới tử thần U, Thiên Càn, Huyền Long ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ mặt thong dong thuận miệng nói chuyện với các vị khách trên quảng trường. Trong ngoài quảng trường đều tụ tập rất đông người. Có người được mời sẽ được sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng người đến để xem lễ lại nhiều hơn, họ tùy ý đứng và hầu như đều đang nhìn Nguyệt Vi Vi. Kia là Nguyệt Vi Vi ư. Quả là đệ nhất mỹ nhân trên con đường thông thiên, rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn có khí chất như thế. Hèn chi Lâm Nhất bằng lòng chịu chết vì nàng ta, Nguyệt Vi Vi đúng là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ tiếc. Thủ đoạn của tam đại giới tử đáng sợ thật, họ cố tình nhử Lâm Nhất tới. Không biết đợi đến khi hắn quỳ xuống trước mặt Nguyệt Vi Vi thì sẽ nhục nhã thế nào. Nếu là ta sẽ không đến. Đành vậy thôi, giới tử thần U đã nói rồi, nếu hắn không đến thì sẽ lột sạch Nguyệt Vi Vi trước mặt bàn dân thiên hạ. Điều này thì ai mà chịu cho nổi. Ác ghê. Mọi người trên quảng trường xì xầm bàn tán, họ sợ tên tuổi của tam đại giới tử nên không dám nói lớn tiếng. Giữa những câu chữ đều tràn ngập vẻ thổn thức. Dù sao Lâm Nhất cũng là một con ngựa ô trên con đường thông thiên, nếu trải qua được thử thách Thánh Tuyển Linh Trì, rất có thể sẽ đe dọa được thứ tự xếp hạng của 10 phương giới tử trong trận chiến cuối cùng. Nhưng nay lại trực tiếp bị tam đại giới tử dùng mưu kế này hủy hoại. Là một thiếu niên nên Lâm Nhất vẫn còn quá trẻ, các giới tử đặt bẫy, hắn lại cứ thế đâm đầu nhảy vào. Mọi người trên quảng trường biết Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một vụ thảm sát. Nhưng lại chẳng có ai cảm thấy hắn sẽ có cơ hội đến được quảng trường Phong Lăng. Ngay vừa rồi, 6 yêu nghiệt trên kim bảng đã đồng loạt đạp không rời đi, trên người ai cũng tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, những người trên kim bảng đều mạnh hơn họ rất nhiều. Và hiển nhiên, ai cũng đã nhận được chỗ tốt từ các giới tử. Của cải của 10 phương chiến giới khiến họ mở rộng tầm mắt, nghe đồn họ đã chiếm hết đa số những truyền thừa trên con đường thông thiên. Một số người có khí vận trên người, chỉ cần thể hiện ra sẽ lập tức bị họ lén lút theo dõi. Chẳng hạn như Lâm Nhất, trên người có bảo cốt thương long nên đã bị ba chiến giới để ý. Của cải của họ rất khủng bố, ngoài lời hứa của thế gia thánh giả ra thì còn phải kể đến sẽ có rất nhiều tài nguyên cũng là một trong số những lý do tại sao những yêu nghiệt trên kim bảng kia lại đến nhờ cậy. Tam đại giới tử ngồi cùng nhau, mặt mày lạnh lùng, khó đoán được sâu cạn. Giới tử Huyền Long liếc Nguyệt Vi Vi giữa quảng trường một cái, nhỏ giọng nói, dùng cả Xích Lôi Đình thì có phải tàn nhẫn quá không? Xích Lôi Đình rất đáng sợ, đến cả giới tử bị trói cũng không chịu nổi, vậy mà lại dùng để trói Nguyệt Vi Vi thì gã ta cảm thấy khá khó hiểu. Gã ta không phải thương xót cho Nguyệt Vi Vi, mà chủ yếu là giới tử thần U rõ ràng muốn chinh phục nàng ta, nhưng lại dùng cách độc ác như thế. Không sợ đối phương hận hắn ta à? Giới tử Thiên Càn cười nhạt, người không hiểu, thần U đã rất tốt với nàng ta, cuối cùng nàng ta vẫn không chịu, vậy cũng chẳng thể trách hắn ta được. Xích Lôi Đình kia sẽ khiến cơ thể nàng ta cảm nhận được nỗi sợ hãi, từ đó có một sự kính nể với thần U. Tiếp theo, khi Lâm Nhất bò vào quảng trường Phong Lăng, ý chí của nàng ta sẽ bị nghiền nát. Vậy thì, mới có thể thật sự chinh phục nàng ta. Với cách bình thường như tặng đồ không thôi thì vẫn chưa đủ để khiến nàng ta siêu lòng đâu. Trò hay giờ mới bắt đầu thôi, giới tử thần U bình tĩnh cong môi nở một nụ cười hài hước, lạnh nhạt nói, đây là một con ngựa ô khó thuần,
nhưng suy cho cùng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Cách của ta đa dạng hơn sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.